Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ tái sinh, tiểu thư bị ruồng bỏ nổi dậy. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Mạc Hạ Vân bất ngờ gặp lại một thiếu nữ giả nam, người từng giúp đỡ cô trong quá khứ khi tham gia sát hạch ở vực luyện linh. Thiếu nữ này là Linh Vũ, thiếu cung chủ của cung Thần Châu, nổi tiếng với tu vi cao siêu dù tuổi còn trẻ. Dù đi cùng hai nam tu sĩ mạnh mẽ, nhóm người này vẫn không thể đối đầu với Thanh Long, một tu sĩ thần cấp. Mạc Hạ Vân kịp thời can thiệp, ngăn Thanh Long tấn công. Sau khi giới thiệu bản thân, Linh Vũ nhận ra Mạc Hạ Vân, người nổi tiếng với danh hiệu đệ nhất thần y thiên dực. Cả hai đã có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và sự khâm phục lẫn nhau. Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này, mối liên kết giữa Mạc Hạ Vân và Linh Vũ sẽ đưa họ đến những bước ngoặt gì? Liệu cuộc hội ngộ này có dẫn đến những tình tiết kịch tính hơn nữa trong hành trình của họ không? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết thêm chi tiết nhé. Tập 70. Nhưng không ngờ ngoài Linh Vũ ra lại thật sự có người thứ hai, đã thế cô còn biến thái hơn cả Linh Vũ. Tuổi căn cốt mới chỉ 19 mà cô đã đột phá đại thừa kỳ. Mạc Hạ Vân, cô nói xem, rốt cuộc cô là người hay là quái vật thế? Nhớ tới cảnh tượng Tống Chăn đấm ngực dậm chân mắng mỏ cô, khóe môi Mạc Hạ Vân lại khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ Linh Vũ cũng biết Mạc Hạ Vân nghe được tên cô ấy từ đâu nên cũng nở nụ cười tươi. Hai người chậm rãi đi về phía sau, sau đó gần như đồng thanh mở miệng. Sao các cô lại xuất hiện ở đảo Văn Tình? Cả hai ngẩn người, sau đó cùng trả lời, lại một lần nữa đồng thanh, bởi vì đảo Văn Tình này có điều kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, một lúc lâu không nói gì, sau đó cùng đồng loạt bật cười, vẻ mặt vô cùng tự nhiên thoải mái. Rõ ràng đây là lần đầu gặp nhau nhưng cả hai lại có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Có lẽ là từ sâu trong cốt tủy, cả hai người đều có sự tự tin, cố chấp và kiên cường giống nhau nên lần đầu gặp nhau cũng không hề thấy xa lạ. Đây là lần đầu tiên Mạc Hạ Vân có cảm giác này, chưa bao giờ có một người nào khiến trong đầu cô tự động bật ra hai chữ tri kỷ như Linh Vũ. Tất cả những người thân cận mà cô tin tưởng đều phải trải qua thời gian dài chung sống, cô mới dần dần chấp nhận và coi bọn họ là bạn bè. Duy chỉ có thiếu nữ tên Linh Vũ trước mặt, cô chỉ mới gặp một lần mà đã cảm giác thân thiết một cách khó hiểu. Cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng Mạc Hạ Vân không bài xích nó. Linh Vũ cũng rất có thiện cảm với cô gái tiếng tăm lẫy lừng này. Ví dụ như mộc chi bản nguyên trên người cô, ví dụ như y thuật cao siêu của cô, như khí thế mạnh mẽ một ngày vượt qua 6 cửa thử thách của sinh tử đường, như cảm giác dũng mãnh mà cô độc trong trận huyết chiến của cô ở Thiên Y Cốc. Tất cả đều khiến Linh Vũ ngưỡng mộ và khâm phục. Hôm nay thực sự được gặp mặt, dù mới chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu nhưng cô ấy cũng có cảm giác chỉ tiếc vì đã gặp nhau quá muộn. Vì thế, Linh Vũ rất tự nhiên không dùng tôn xưng kéo giãn khoảng cách giữa hai người nữa, cũng không tỏ vẻ khách sáo. Trực tiếp đi vào chủ đề chính, hai sư muội của ta, một người mất tích trên đảo Văn Tình, người còn lại cũng mất tích trên đường rời khỏi đảo. Ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái nên đã quay lại âm thầm điều tra, mất tích như thế nào. Linh Vũ gật đầu, hơi nhíu mày kể lại chuyện mấy ngày trước cho Mạc Hạ Vân nghe. Bọn ta tới biển Vô Cực để tìm kiếm một loại linh dược, vì ngự kiếm phi hành quá hao tổn linh lực. Tu vi của Liên Y sư muội là thầy thuốc đi cùng lại không đủ cao. Không thể nào phi hành trong thời gian dài nên bọn ta đã sử dụng phi thuyền đi trên biển. Ai ngờ lúc vừa tiến vào vùng biển cực đông đã bị Hắc Long tấn công, phi thuyền vỡ tan, suýt nữa bọn ta đã vùi thây dưới đáy biển. Cũng may con Hắc Long kia chỉ muốn trêu chọc bọn ta chứ không muốn giết nên mới thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng sau trận đó, phi thuyền lại không thể đi lâu được nữa, lại gặp phải gió bão nên phải dừng chân trên đảo Văn Tình này để nghỉ ngơi. Lúc vừa bước chân lên đảo, ta cảm thấy nơi này quả thực như chốn bồng lai tiên cảnh, cảnh sắc tươi đẹp, không khí trong lành, cư dân đảo thì chất phác. Sư đệ sư muội ta cũng cảm thấy đây là một nơi vô cùng tốt đẹp, cả thể xác và tinh thần đều được thư giãn, thậm chí còn quên mất lòng đề phòng cảnh giác cơ bản nhất. Lúc nói đến đây, Linh Vũ hơi nhíu mày, nhìn về phía thành trấn trong giữa đảo, chậm rãi nói, có lẽ là vì người trên đảo này, bất kể là dân thường hay lính canh đều có tu vi quá thấp, thủ vệ cao cấp cũng mới chỉ là võ giả kim đan kỳ. Trong mắt tu sĩ như bọn họ, đám võ giả như bọn họ hoàn toàn vô hại nên mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Mạc Hạ Vân khẽ gật đầu, quả thực lúc vừa mới lên đảo, cô cũng lơ là cảnh giác. Dù biết rõ kết giới trên đảo là do tu sĩ thần cấp bố trí nhưng thấy khắp đảo đều là người phàm có tu vi cực thấp nên khó có tâm lý đề phòng. Linh Vũ nói tiếp, sau khi ở đây mấy ngày, hai sư muội ta càng ngày càng thích hòn đảo này, thường xuyên chạy khắp nơi với cư dân trên đảo. Có một hôm, một sư muội tên Lục Châu của ta không thấy đâu nữa. Mạc Hạ Vân hỏi, cô không đi tìm à? Có hỏi người trên đảo không? Ta có tìm.
Linh Vũ lắc đầu, nhưng không có kết quả gì cả. Có tu sĩ ngoại lai trên đảo nói nhìn thấy muội ấy đi về phía cấm địa trên đảo. Ông chủ quán trọ đã dặn đi dặn lại bọn ta rằng nhất định không được tới cấm địa, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ta không ngờ Lục Châu lại to gan làm bậy như thế. Ta muốn tới cấm địa kiểm tra nhưng lại bị dân đảo khóc lóc ngăn cản. Mạc Hạ Vân hơi nheo mắt, nói đầy ẩn ý, trên đảo này nhiều cấm địa, cấm lệnh thật đấy. Linh Vũ cũng nở nụ cười chào phúng, sau đó nói tiếp, ta không muốn trở mặt với người trên đảo để xông vào cấm địa, đành phải cáo từ trước, định tìm cơ hội lén quay trở lại đây. Trên đảo có kết giới, Linh Vũ không nói cô ấy đã lén quay về như thế nào, Mạc Hạ Vân cũng chẳng hỏi. Linh Vũ là thiếu cung chủ cung Thần Châu, đương nhiên cô ấy có rất nhiều thủ đoạn và pháp bảo phi phàm. Vì Liên Y sư muội là thầy thuốc, tu vi lại hơi thấp, ta sợ muội ấy gặp nguy hiểm nên muốn sắp xếp cho muội ấy một chỗ trên đảo trước, nhờ sư huynh trông nom còn mình sẽ quay lại tìm Lục Châu. Ai ngờ còn chưa sắp xếp ổn thỏa thì Liên Y sư muội cũng biến mất, thậm chí ta còn không biết muội ấy đã mất tích như thế nào. Ta có cảm giác việc Liên Y và Lục Châu mất tích có liên quan đến đảo Văn Tình này, hơn nữa khắp hòn đảo này đâu đâu cũng có điểm kỳ lạ nên ta mới lén quay trở lại kiểm tra xem thế nào. Đoạn, cô ấy cũng đưa mắt nhìn đỉnh tháp phía xa, ánh mắt nặng nề, cô cũng nhận ra tháp hải thần này không bình thường sao. Nhất là những người phụ nữ bị treo trên đỉnh tháp. Ta đã mấy lần thử lên đỉnh tháp cứu một người xuống để hỏi thăm tình hình. Nhưng chỉ cần tới gần ngọn tháp đó, ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Ta có trực giác chỉ cần ta tiến thêm một bước sẽ bị người ta theo dõi, hơn nữa tuyệt đối không thể trốn thoát. Mạc Hạ Vân, hay là chúng ta cùng hợp tác xem có thể cứu được người trên đỉnh tháp xuống không? Mạc Hạ Vân nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, nói, không cần đâu. Linh Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu không cần là có ý gì thì đột nhiên thần thức khẽ động, cô ấy quay ngoắt lại nhìn về phía đỉnh tháp. Chỉ thấy giữa màn sương mù dày đặc nhanh chóng lóe lên một luồng sáng, một bóng người bay về phía bọn họ nhanh như tia chớp, từ xa tới gần, chỉ loáng cái đã hạ xuống trước mặt Mạc Hạ Vân. Người đến là một người đàn ông cao lớn, trong tay xách một người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Sau khi nhìn thấy Mạc Hạ Vân, hắn lập tức ném người phụ nữ trong tay sang một bên, kéo Mạc Hạ Vân vào lòng. Ánh mắt Linh Vũ dừng trên mặt người đàn ông, đầu tiên là mờ mịt không thấy rõ, đến lúc nhìn kỹ, chậm rãi nhìn ra gương mặt người đàn ông cùng năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải dùng mình trên người hắn, đồng tử cô ấy đột nhiên co lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Một lúc lâu sau, Linh Vũ mới khẽ lẩm bẩm, thần tôn đại nhân. Vẻ mặt người đàn ông trước mặt vô cùng lạnh lùng, khắp người toát lên cảm giác người sống chớ lại gần. Nhưng vẻ lạnh lùng ấy không thể nào che lấp được gương mặt tuấn tú vô song cùng phong thái hiên ngang ngạo nghễ của hắn. Linh Vũ mới chỉ nhìn thấy thần tôn đại nhân từ xa một lần lúc theo mẹ đến thánh điện núi Tử Vi ngày trước. Khi đó, cô ấy không nhìn rõ dung mạo của thần tôn đại nhân nhưng khí thế trên người hắn cùng uy thế của bậc quân vương khiến người ta hít thở không thông lại khiến Linh Vũ cả đời không thể quên được. Thế nên hôm nay bất ngờ gặp mặt, cô ấy lập tức nhận ra Cơ Minh Vũ ngay. Cơ Minh Vũ thản nhiên nhìn cô ấy một cái, cất giọng lạnh tanh không mang theo chút cảm xúc gì, người cung Thần Châu. Linh Vũ vội vàng khom người đáp phải. Sau đó, cô ấy cứ hết nhìn Mạc Hạ Vân lại nhìn sang Cơ Minh Vũ với ánh mắt đờ đẫn. Động tác của Cơ Minh Vũ không hề giấu giếm sự thân mật, hắn thể hiện chủ quyền cùng dục vọng chiếm hữu của mình một cách công khai trần trụi. Nếu Linh Vũ không có mắt nhìn người đến thế này thì cô ấy cũng không xứng với cái danh đệ nhất thiên tài cung Thần Châu. Có điều, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn khiến cô ấy không kìm nén được, mở miệng hỏi Mạc Hạ Vân, hai người. Mạc Hạ Vân khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Cơ Minh Vũ, nói với vẻ ngượng ngùng mà vô cùng kiên định, đây là vị hôn phu của ta, Cơ Minh Vũ. Vẻ mặt lạnh lùng của Cơ Minh Vũ thoáng hiện một tia mềm mại, hắn xoay tay, nắm ngược lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm như không xương của cô gái. Cách giới thiệu này của Mạc Hạ Vân khiến hắn vô cùng hài lòng. Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng Linh Vũ vẫn ngây ra hồi lâu, sau đó mới nở nụ cười tươi rói, chúc mừng nhé. Mấy người trò chuyện chốc lát rồi nhanh chóng rời sự chú ý lên người phụ nữ vẫn đang hôn mê kia. Dáng vẻ bây giờ của người phụ nữ thực sự rất thê thảm. Vì bị phơi dưới ánh nắng gay gắt cùng gió biển lồng lộng thời gian dài nên da thịt trên người cô ấy đều nứt toác cả ra, khắp người máu thịt lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn. Rõ ràng người bình thường không thể chịu đựng được đau đớn như thế, nhưng vẻ mặt của người phụ nữ đang nhắm mắt lại cực kỳ bình thản lặng lẽ, giống như cô ấy đã tuyệt vọng từ lâu, chỉ còn chờ đợi cái chết đến. Thủ đoạn trừng phạt này độc ác quá. Linh Vũ sầm mặt, nghiến răng nói, lúc vừa lên đảo, ta còn cảm thấy người dân trên đảo này đơn thuần chất phác. Bây giờ nhớ lại nụ cười của họ lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bây giờ Mạc Hạ Vân không thể sử dụng mộc linh lực, chỉ có thể dùng chút thủy linh lực, cùng lắm chỉ có thể xử lý qua vết thương. Thầy thuốc bên Linh Vũ lại đang mất tích, muốn cứu người phụ nữ này tỉnh thì chỉ còn cách về quán trọ tìm Tiểu Chiến. Trước khi đi, Mạc Hạ Vân lấy ra một cái la bàn trong suốt chỉ to bằng nửa bàn tay, rót một chút linh lực vào, la bàn tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Mạc Hạ Vân vung tay ném nó vào giữa không trung, ánh sáng bạc kia lập tức bao trùm toàn bộ tháp Hải Thần. Đến khi ánh sáng tan đi, dấu vết Cơ Minh Vũ để lại đã hoàn toàn biến mất, mà vị trí vốn treo mấy người phụ nữ rõ ràng là thiếu mất một người, nhưng những người khác nhìn vào lại thấy cô ấy vẫn còn ở đó, không mảy may có chút sơ hở. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, thoạt đầu Linh Vũ ngây cả người, sau đó mới kinh ngạc thốt lên, trận pháp bát phương ảo ảnh. Hơn nữa còn là trận bàn kích hoạt một lần, Mạc Hạ Vân, sao cô lại có thứ này? Trận pháp bát phương ảo ảnh vốn rất khó bố trí, trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể ngưng tụ hoàn toàn trận pháp trong một trận bàn nhỏ dùng một lần mà không làm trận bàn hư tổn. Mạc Hạ Vân nhướng mày cười nói, hóa ra cô cũng biết Quân Vân Trường à. Quả nhiên đây là tài nghệ của Quân tiên sinh. Rõ ràng biểu cảm của Linh Vũ có phần kích động, vừa nãy lúc Mạc Hạ Vân kích hoạt trận bàn, ta thấy cô chỉ dùng đến một phần linh lực yếu đến nỗi có thể bỏ qua. Nói cách khác, tất cả đường phù trận của trận bàn này đều cực kỳ ngay ngắn, tuyệt đối không hề có nửa điểm sai lệch. Cũng chỉ có Quân tiên sinh mới có thể vẽ ra một phù trận hoàn hảo như thế. Bắt gặp ánh mắt của Mạc Hạ Vân, Linh Vũ hơi ngượng ngùng cười nói, ta không có thiên phú tài năng về mặt trận pháp nhưng lại rất thích nghiên cứu. Ta gần như đã nghiên cứu tìm hiểu hết tất cả các loại trận pháp mà Quân tiên sinh lưu truyền trên đời. Ta biết Quân tiên sinh núi cao ở xa, chỉ nhìn được mà không đi tới được. Ta mến mộ đã lâu mà chưa có duyên được gặp. Mạc Hạ Vân, chẳng lẽ cô thật sự quen biết Quân tiên sinh? Trước giờ hành tung của ngài ấy rất bí ẩn, ít khi xuất hiện trên thế gian. Sao cô lại quen ngài ấy? Mà sao cô lại được ngài ấy tặng trận pháp bát phương ảo ảnh? Mạc Hạ Vân thấy Linh Vũ vừa nhắc tới Quân Vân Trường mà hai mắt đã sáng rực thì không nhịn được bật cười. Hóa ra Linh Vũ lại là người hâm mộ của Vân Trường biểu ca, đã thế còn là người hâm mộ cuồng nhiệt não tàn, đúng là thú vị thật. Mạc Hạ Vân cười đáp, Quân Vân Trường là biểu ca của ta, chỗ ta còn có rất nhiều trận bàn được huynh ấy tặng, đúng là rất có ích. Nếu cô thích, cô còn chưa nói xong đã cảm thấy hông mình bị siết chặt, rõ ràng người đàn ông bên cạnh đang tỏ ra rất không vui. Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn, Tuyết Nhi, nàng mang theo đồ tên họ Quân kia tặng, có phải nàng rất nhớ hắn không? Vẻ mặt Mạc Hạ Vân cứng đờ, cô cười gượng hai tiếng, nhanh chóng quyết định nói lảng sang chuyện khác. Hình như tình hình người phụ nữ này không ổn lắm, chúng ta phải mau chóng đưa cô ấy về quán trọ tìm Tiểu Chiến để chữa trị thôi. Tiểu Chiến đang ngủ mơ màng thì bị người ta dựng dậy, thấy là tỷ tỷ mình, cậu lập tức ôm lấy tay Mạc Hạ Vân, dụi đầu, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu không nói nên lời. Mạc Hạ Vân xoa mái tóc mềm mại của đệ đệ, khẽ nói, Tiểu Chiến, giúp tỷ tỷ chữa trị cho một người nhé. Tiểu Chiến dụi dụi hai mắt cho tỉnh hẳn, lúc nhìn thấy dáng vẻ người bệnh, cậu kinh ngạc trừng to mắt, tỷ tỷ, đây là người phụ nữ bị chồng đuổi giết lúc trước sao? Mạc Hạ Vân khẽ gật đầu. Tiểu Chiến nhìn người phụ nữ thương tích đầy mình, cau mày nói, hóa ra hình phạt mà bọn họ nói lại là thế này, để còn tưởng dân đảo lương thiện thật, dù phạm phải tội lớn cũng không bị tử hình. Hóa ra trừng phạt thế này còn tàn khốc hơn cả tử hình. Ánh mắt cậu nhìn dáng vẻ đáng sợ của người phụ nữ kia có chút khó chịu, có chút thương tiếc nhưng không có sợ hãi và chán ghét. Mộc linh lực bay ra từ lòng bàn tay cậu rồi truyền vào cơ thể người phụ nữ. Sau khoảng thời gian chừng một nén nhang, vết thương trên người phụ nữ chậm rãi liền miệng. Cô ấy cũng từ từ mở mắt. Mạc Hạ Vân lại một lần nữa nhìn thấy cặp mắt kia. Có lẽ ngày xưa đó là một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo và tươi sáng, nhưng bây giờ trông nó chẳng khác nào đầm nước lặng không chút gợn sóng, tựa như đã chết vì nỗi đau xót trong lòng. Thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn xem mình đang ở đâu, tại sao lại được thả xuống từ trên đỉnh tháp cao và đã gặp phải chuyện gì. Mạc Hạ Vân đi về phía trước một bước để người phụ nữ nhìn thấy mình. Lúc bóng dáng Mạc Hạ Vân từ từ lọt vào tầm mắt người phụ nữ, đồng tử cô ấy đột nhiên co rúm lại, cô ấy tức khắc nhảy dựng lên khỏi giường. Cô ấy há to miệng, muốn nói gì đó với Mạc Hạ Vân nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ khó nghe. Mạc Hạ Vân nhanh chóng nhận ra đầu lưỡi cô ấy đã bị cắt đứt phân nửa, cổ họng cũng từng bị bỏng rát. Dưới đáy lưỡi còn có thể nhìn thấy chi chít những bọt nước tím đen. Mạc Hạ Vân nheo mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thấp giọng hỏi, cô biết ta đúng không? Người phụ nữ kia há miệng, sau đó ngậm lại, gật đầu thật mạnh. Mạc Hạ Vân nhận lấy khăn ướt từ trong tay Cơ Minh Vũ, chậm rãi lau sạch gương mặt nhem nhuốc của cô ấy rồi chải lại tóc gọn gàng cho cô ấy. Dáng vẻ người phụ nữ hiện ra trước mắt,
già nua, nhếch nhách, nước da ngăm đen, vết thương loang lổ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy từng là một người phụ nữ rất đẹp. Hơn nữa sau khi rửa ráy sạch sẽ, Mạc Hạ Vân càng cảm thấy gương mặt người phụ nữ này rất quen mắt, chắc chắn cô từng gặp ở đâu đó rồi. Thế nhưng bây giờ người phụ nữ này không thể nói chuyện, thậm chí 10 ngón tay của cô ấy cũng đã bầm dập nát bét, không thể cầm bút viết chữ. Tiểu Chiến đột nhiên lên tiếng, tỷ tỷ, tu vi ban đầu của cô ấy hẳn là phân thần kỳ, cũng không biết tại sao bây giờ còn chưa đến ngưng mạch kỳ. Với lại âm nguyên của cô ấy bị tổn thương cực kỳ nặng nề, cho dù có chữa khỏi thì e rằng sau này cũng rất khó thăng cấp tiếp. Nghe Tiểu Chiến nói vậy, hai mắt người phụ nữ lập tức đỏ hoe, nước mắt chảy dài từ khóe mắt của cô ấy. Trong mắt cô ấy ngập tràn phẫn nộ, không cam lòng, đau xót và tuyệt vọng. Cô ấy há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào thê lương. Mạc Hạ Vân nhìn cặp mắt rõ ràng đã tuyệt vọng nhưng vẫn cuột cường của cô ấy, đột nhiên nghĩ ra cách, chậm rãi hỏi, chúng ta quen nhau ở đâu, khi nào? Là Đại Lục Thiên Dực sao? Người phụ nữ kia dừng rên rỉ, khẽ lắc đầu. Ánh sáng và lửa giận trong mắt Mạc Hạ Vân chậm rãi bốc lên, là Đại Lục Cát Thiên. Người phụ nữ gật đầu, Mạc Hạ Vân lại hỏi tiếp, là chỗ nào Đại Lục Cát Thiên? Học viện thần y à? Hai mắt người phụ nữ kia đột nhiên trợn to, đôi môi khẽ run lên. Cô ấy nhìn chằm chằm Mạc Hạ Vân, sau đó gật đầu thật mạnh. Mạc Hạ Vân vươn tay, chạm khẽ lên gương mặt cô ấy, giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn vì phẫn nộ và xót xa. Cô là người đã từng cùng ta tham gia sát hạch, lúc người khác bôi nhọ ta, cô đã nói đỡ cho ta, cùng ta kề vai chiến đấu trong rừng rậm ma thú phải không? Cơ thể người phụ nữ hơi run lên, nước mắt không kìm được nữa, cứ thế rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây. Thế nhưng bây giờ không phải là nước mắt tuyệt vọng phẫn nộ nữa mà là nước mắt cảm động và kích động. Cô ấy thật sự không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà Mạc Hạ Vân vẫn còn nhớ cô ấy, đã thế còn nhận ra cô ấy trong bộ dạng này. Người phụ nữ há to miệng, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra được những tiếng ngắc ngứ khó nghe nên lập tức im bặt. Cuối cùng Mạc Hạ Vân đã hoàn toàn xác nhận được suy đoán của mình, nhưng nhìn dáng vẻ già nua ủ rũ của người phụ nữ trước mặt, lại nhớ đến hình ảnh cô gái xinh đẹp kiêu ngạo tự tin nhưng lòng dạ rất lương thiện trong ký ức, lửa giận trong mắt cô lập tức cháy bùng lên, sôi sùng sục như nấu nước. Lửa giận khiến giọng nói trong veo của cô cũng mang vài phần lạnh lẽo, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, nói cho ta biết, có phải người trên đảo này biến cô thành ra thế này không? Người phụ nữ nhắm mắt, nước mắt ướt đẫm gương mặt, thế rồi cô ấy chậm rãi gật đầu. Mạc Hạ Vân cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm như mũi tên, tốt lắm, đám người điên rồ mất trí này, đúng là chán sống rồi. Cô yên tâm, chỉ là bị thải âm bổ dương, tàn phá cơ thể thôi. Ta còn cứu được người chết sống lại cơ mà, chẳng lẽ ta lại không thể chữa khỏi cho cô? Đợi ta đòi lại công bằng cho cô trước đã. Ta hứa sẽ có ngày ta chữa khỏi hoàn toàn cho cô, giúp cô có thể tu luyện một lần nữa, giúp cô lấy lại tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh cô từng có. Ta sẽ đòi lại cho cô tất cả những gì đã mất. Xin cô hãy tin tưởng ta, Hàn Xuyến Nhi. Ngày hôm sau, bên dưới quán trọ Như Ý vô cùng huyên áo. Mấy người Mạc Hạ Vân đi từ trên lầu xuống mới phát hiện toàn bộ quán trọ Như Ý được răng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng. Chữ hỉ màu đỏ tươi được dán trên cửa, trên tường, trên kính, những dải lụa đỏ rực cũng được treo khắp mọi ngóc ngách. Tất cả các cửa trong quán trọ được mở toang, thỉnh thoảng lại có dân đảo hoặc tu sĩ tiến vào đại đường. Những người tới đều tươi cười hớn hở, chắp tay nói chúc mừng lão Lâm liên tục. Tiểu Chiến tò mò kéo Lâm Đông đang bận luôn tay luôn chân lại, hỏi, có chuyện gì thế? Nhà các huynh có chuyện vui à? Lâm Đông cũng tươi hơn hớn, gãi đầu nói, hôm nay là ngày thành thân của đại ca ta, nếu mọi người không chê thì cùng vào uống một ly rượu mừng đi. Thành thân? Tiểu Chiến ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải thành thân thì phải chuẩn bị từ trước ư? Sao mấy hôm trước chẳng thấy động tĩnh gì, hôm nay đã đột ngột thành thân vậy? Đúng rồi, tân nương là ai thế? Bọn ta từng gặp trên đảo chưa? Ánh mắt Lâm Đông hơi lóe lên, hắn ta đang định trả lời thì Tiểu Chiến lại hưng phấn khoát tay, hài, mặc kệ tân nương đi, ta thích nhất là tham gia yến tiệc đấy. Tỷ tỷ, Tiểu Hắc, chúng ta mau qua bên kia ngồi đi, để nhìn thấy nhiều thức ăn ngon lắm. Mấy người nhanh chóng ngồi xuống một chiếc bàn tròn trong một góc. Lâm Đông thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lóe lên ý cười châm biếm, nhưng ý cười ấy hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Hắn ta khôi phục lại dáng vẻ thật thà chất phác thường ngày, đi tiếp đón khách khứa. Mấy người ngồi xuống chưa được bao lâu, người tới đại đường quán trọ tham dự hôn lễ càng lúc càng nhiều, bầu không khí cũng ngày một huyên náo ầm ĩ. Đúng lúc này, Mạc Hạ Vân nhìn thấy phu nhân của lão Lâm đi từ bên này vào hậu viện, cô đưa mắt nhìn Linh Vũ một cái, chậm rãi đi theo.
Cơ Minh Vũ chỉ nhìn Mạc Hạ Vân một cái, không đuổi theo nhưng lại siết chặt một sợi dây thừng vô hình trên tay. Đây là xích tỏa hồn, sợi xích lúc trước Cơ Minh Vũ đã dùng để giam cầm Mạc Hạ Vân. Xích tỏa hồn có thể khóa chặt thần hồn, tu vi và linh lực của con người, nhưng cũng có thể bảo đảm người bị xích nằm trong phạm vi tầm mắt mình, tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì. Bây giờ, một đầu xích tỏa hồn nằm trong tay Mạc Hạ Vân, đầu còn lại vẫn buộc vào cổ chân Mạc Hạ Vân. Nhưng trừ phi là người có tu vi tương đương với Cơ Minh Vũ, nếu không hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của xích tỏa hồn. Mạc Hạ Vân và Linh Vũ nhanh chóng theo kịp bước chân Lâm Phu Nhân. Ngoài đại đường người đông ầm ĩ, nhưng trong hậu viện lại chẳng có một ai nên cực kỳ yên tĩnh. Thế nên lúc nghe thấy tiếng gọi của Mạc Hạ Vân và Linh Vũ, Lâm Phu Nhân vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên vẻ ngoài của Linh Vũ bây giờ đã khác với lần đầu tiên lên đảo. Mạc Hạ Vân đã hóa trang cho cô ấy, dáng vẻ hai người bây giờ đều là tiểu cô nương thanh tú bình thường, không hề có sức uy hiếp. Quả nhiên, nhìn thấy là hai cô gái, Lâm Phu Nhân lập tức buông lỏng cảnh giác, nở nụ cười ôn hòa, các cô có chuyện gì sao? Linh Vũ mỉm cười hỏi, nhìn dáng vẻ của Lâm Phu Nhân, chắc bà không phải dân gốc trên đảo phải không? Lâm Phu Nhân gật đầu đáp, đương nhiên. Không biết quê Lâm Phu Nhân ở đâu, tại sao lại đến đảo Văn Tình này rồi gả cho Lâm Đại Thúc làm vợ? Rõ ràng những lời Linh Vũ nói đã khiến Lâm Phu Nhân sửng sốt. Sau đó, bà ấy mỉm cười có phần e lệ, quê ta là một nơi rất xa xôi, có nói ra chắc hai cô nương cũng không biết. Hồi trẻ ta đến biển Vô Cực du ngoạn, không may gặp nạn, được tướng công nhà ta cứu. Đảo Văn Tình này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, ta rất thích nên mới ở lại đây luôn. Linh Vũ nhướng mày hỏi lại, chỉ vì đảo Văn Tình xinh đẹp, Lâm Đại Thúc lại cứu bà nên bà lấy thân báo đáp sao? Lâm Phu Nhân gật đầu, có gì không đúng à? Không có gì không đúng. Linh Vũ hơi mỉm cười, vừa như nghi hoặc, vừa như cảm thán, chỉ là ta thấy tò mò thôi. Nghe nói bà chủ quán trọ Vạn Phúc ở đường cái đối diện cũng từng gặp nạn, được tướng công bây giờ cứu, cuối cùng lấy thân báo đáp. Lâm Phu Nhân hơi cau mày, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt lại có phần né tránh, chỉ là trùng hợp thôi. Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp, hơn nữa không chỉ hai người trùng hợp đâu. Linh Vũ cười tủm tỉm, Vương Đại Tẩu ở quán trà phố Tây, Đinh Phu Nhân của y quán cửa Đông, vợ của Vương Đại Ca ở đầu thôn nữa. Bọn ta đã đi hỏi thăm một lượt, ấy vậy mà bọn họ đều được nam chủ nhân đương ra cứu về. Bà nói xem, rốt cuộc chuyện này trùng hợp đến mức nào? Cuối cùng, vẻ mặt Lâm Phu Nhân cũng trở nên hoảng loạn, hơi thở của bà ấy có phần gấp gáp. Ta không biết cô đang nói gì. Hôn lễ còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, ta xin phép cáo từ trước. Lâm Phu Nhân xoay người toan bỏ đi, lại bị Mạc Hạ Vân giơ tay túm lấy cổ tay. Ngón tay cô đặt lên kinh mạch của Lâm Phu Nhân, nhanh chóng cảm nhận được tình hình mạch đập. Sắc mặt Mạc Hạ Vân trầm xuống, lông mày hơi cau lại. Lâm Phu Nhân hất tay ra, tức giận nói, các cô làm gì thế? Còn không mau buông ta ra, nếu không ta gọi người đến đấy. Mạc Hạ Vân từ từ buông cánh tay hơi lành lạnh của Lâm Phu Nhân ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười u ám. Đoạn cô chậm rãi nói, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, thực ra cũng chẳng có gì sai. Chỉ là ta thấy lạ, tu vi ban đầu của Lâm Phu Nhân là phân thần kỳ phải không? Nhưng lão Lâm kia lại chỉ có tu vi ngưng mạch kỳ. Một võ giả ngưng mạch kỳ cấp thấp thì cứu được một võ giả phân thần kỳ như bà kiểu gì? Ngày đó, Lâm Phu Nhân đã gặp nạn thế nào mà tu vi phân thần kỳ của bà lại sụt giảm đến như vậy? Đã thế trong cơ thể còn tích tụ không ít vết thương ngầm. Mạc Hạ Vân càng nói, sắc mặt Lâm Phu Nhân càng trở nên tái nhợt. Bà ấy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Mạc Hạ Vân, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm thành tiếng, sao? Sao cô lại biết tu vi ban đầu của ta? Bà ấy còn chưa nói dứt câu, phía đại đường đột nhiên có một người đàn ông lao vút tới, túm lấy tay Lâm Phu Nhân kéo ra sau, lạnh lùng hỏi, nàng đang làm gì thế hả? Người đó là Lão Lâm. Lần đầu bọn Mạc Hạ Vân gặp Lão Lâm, ông ta là một người rất chân chất thật thà, nụ cười vô cùng chất phác. Nhưng giây phút này, dáng vẻ Lão Lâm nhìn Lâm Phu Nhân lại cực kỳ dữ tợn, trông chẳng khác nào ác quỷ muốn ăn thịt người. Lâm Phu Nhân run lẩy bẩy, vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói, thiếp không làm gì cả, chàng đừng nóng giận. Lão Lâm định nói gì đó nhưng thấy Mạc Hạ Vân và Linh Vũ đứng bên cạnh, ông ta bèn nở nụ cười, dịu giọng nói, không phải ta giận gì đâu, chỉ là vừa rồi không nhìn thấy nàng, lo lắng cho sự an toàn của nàng thôi. Chẳng phải nàng nói cơ thể không được khỏe ư? Sao còn đứng đây làm gì, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đến tối ta và Đông Tử sẽ tới thăm nàng. Nghe những lời an ủi của Lão Lâm, Lâm Phu Nhân càng co rúm người lại, vội vàng vâng dạ đáp lời rồi mới quay người bỏ đi. Lão Lâm lại quay sang cười với bọn Mạc Hạ Vân,
luôn miệng nói xin lỗi và mời bọn cô vui vẻ thưởng thức tiệc rượu, đoạn mới xoay lưng rời đi. Một bữa tiệc cưới kéo dài từ giữa trưa đến tận tối muộn. Cụng ly đổi chén, rượu mặc sức uống, rất nhiều người bắt đầu có dấu hiệu say khướt, cuối cùng nếu không phải choáng choáng ra về thì là ngất luôn trên bàn, miệng không ngừng nói mớ. Lúc này, Lão Lâm và Lâm Đông đứng giữa đại đường, nhìn về phía bàn tiệc của Mạc Hạ Vân, cả hai cùng nở nụ cười hài lòng. Mấy người Mạc Hạ Vân cũng đều gục hết xuống bàn hôn mê bất tỉnh, có vẻ như tửu lượng không cao. Có điều trong số những người ngồi đây lại không có Cơ Minh Vũ, không biết bây giờ hắn đã đi đâu. Song chỉ có bọn Lão Lâm biết, hội Mạc Hạ Vân gục là vì rượu và thức ăn của bàn cô đã được bỏ mê hồn túy, loại thuốc mê hảo hạng nhất trên đảo. Mê hồn túy là do đảo chủ đặc biệt ban cho vì nhiệm vụ lần này. Chỉ cần một giọt mê hồn túy là có thể khiến một tu sĩ đại thừa kỳ không còn sức chống cự, chứ đừng nói đến một đám thanh niên trẻ bình thường như thế này. Ánh mắt Lão Lâm dừng lại trên người Mạc Hạ Vân, ông ta khó hiểu nói, ta thấy dung mạo dáng vẻ của cô gái này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thể chất cũng không phải thuần âm hiếm có hay linh căn hệ mộc, tại sao đảo chủ lại chỉ đích danh muốn có cô ta? Lâm Đông nói, đảo chủ đã yêu cầu như thế chắc chắn là có lý do của ngài ấy. Chúng ta chỉ cần dâng cô ta lên là tự khắc sẽ nhận được lợi ích to lớn. Lão Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài, lo lắng nói, tên đi cùng bọn họ có vẻ rất lợi hại, hắn đã đi đâu 2 canh giờ rồi, không biết có đột ngột quay lại không? Nếu hắn tự nhiên quay lại thì chúng ta phải làm thế nào? Lâm Đông cười khẩy, đảo chủ đã đích thân phái người dụ hắn đi, cho dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng làm sao mà quay về được. Đảo chủ có tu vi, tài trí như thế nào? Ngài ấy tính toán chưa từng có sai lầm, mấy kẻ này thì thấm vào đâu? Hóa ra giữa bữa tiệc, đột nhiên có bóng đen định tấn công Mạc Hạ Vân nên Cơ Minh Vũ đã đuổi theo, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Lão Lâm lại nói, con cũng đừng quá xem thường bọn họ. Trưa nay ta thấy bọn họ lôi kéo phu nhân nói chuyện, hình như có nhắc tới tu vi phân thần kỳ gì đó. Ha ha, đám người này không đơn giản đâu, có lẽ chúng đã phát hiện ra có gì đó bất thường. May mà ta phát hiện sớm nên mới ngăn không cho bà ta nói ra, à tiện nhân đó. Ánh mắt Lâm Đông vô cùng hung tợn, vẻ mặt thì u ám đáng sợ. Xem ra bình thường dạy dỗ bà ta như thế vẫn chưa đủ nên bà ta mới có gan lắm mồm với người khác. Lão Lâm đang định nói tiếp thì bỗng nhiên ngoài cửa có mấy bóng người áo đen bay xuống. Người cầm đầu cất giọng lạnh lùng, người đảo chủ muốn đâu? Lão Lâm và Lâm Đông đâu dám trì hoãn, vội vàng chỉ cho bọn chúng vị trí của Mạc Hạ Vân. Mấy người kia tiến lên vài bước, bế Mạc Hạ Vân lên, đặt vào một chiếc hòm hình chữ nhật rồi toan xoay người rời đi. Lâm Đông cung kính hỏi, xin hỏi mấy vị đặc sứ, những người này phải xử lý như thế nào ạ? Người áo đen hơi trầm ngâm, sau đó quay sang dặn dò thuộc hạ bên cạnh, đàn ông thì mang đến ao hóa xác ở sau núi để xử lý. Còn người phụ nữ này thì đưa đến tháp hải thần, tặng cho các đại nhân cùng lô đỉnh hôm qua. Mấy tên thuộc hạ vội vàng vâng dạ, rối rít bước tới khiêng Tiểu Chiến, Hắc Long và Thanh Long đang hôn mê bất tỉnh lên, đồng thời bỏ Linh Vũ vào một cái hòm khác. Đợi đám người áo đen đưa bọn Mạc Hạ Vân đi hết, Lâm Đông và Lão Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không quan tâm đến khách khứa đang nằm la liệt khắp đại đường nữa mà bước qua sân, đi vào một gian phòng trống trải trong hậu viện. Trong phòng này chẳng có đồ trang trí gì, không giường không tủ, nhưng trên sàn nhà ở một góc phòng lại có một cái vòng nắm cửa bằng đồng. Kéo cái vòng đồng ấy ra là có thể nhìn thấy một con đường đi sâu vào lòng đất. Lão Lâm và Lâm Đông từ từ đi xuống, nụ cười thuần hậu ấm áp vốn có trên gương mặt họ chậm rãi biến mất, thay vào đó là hai gương mặt không chỉ xấu xí mà còn dữ tợn hung ác. Bên dưới căn phòng ngầm không được chiếu sáng bằng tinh thạch mà dùng ánh nến nguyên thủy nhất. Hai người bước vào làm ánh lên hơi đung đưa, chiếu nên những dụng cụ ghê rợn và Lâm phu nhân đang tái mặt đứng trong phòng. Tiện nhân! Lâm Đông tát Lâm phu nhân một cái làm bà ấy ngã sõng xoài xuống đất. Hắn ta hung dữ nói, ai cho ngươi nói chuyện với người khác? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cầu cứu đám người kia? Ngươi cho rằng bọn chúng có thể cứu ngươi sao? Ha ha, đừng có nằm mơ, qua đêm nay, kết cục của bọn chúng sẽ còn thê thảm hơn ngươi nhiều. Lâm phu nhân bị đánh đến sưng vù hai má, khóe miệng rỉ ra tơ máu, cơ thể không ngừng run rẩy. Bà ấy nghẹn ngào nức nở, ta không có, ta thật sự không nói gì, không làm gì hết, các người tha cho ta đi. Lão Lâm tiến lên một bước, kéo quần áo của bà ấy xuống rồi thô lỗ đè lên người bà, bắt đầu chút ra thứ thú tính nguyên thủy nhất. Lâm Đông cầm lấy chiếc roi ra bên cạnh quật túi bụi lên người Lâm phu nhân, còn ấn bấc nến nóng hổi xuống người bà ấy. Lâm phu nhân hét lên thảm thiết, không ngừng khóc lóc van xin nhưng chẳng đổi lại được chút thương tiếc nào từ hai tên xúc sinh ấy. Lâm phu nhân nhớ lại quá khứ của bản thân, chỉ cảm thấy căm phẫn và tuyệt vọng vô cùng.
tên của bà ấy là Đường Tĩnh Văn. Trên thực tế bà ấy hoàn toàn không phải là mẹ của Lâm Đông, cũng chẳng phải người vợ kết tóc xe duyên cùng lão Lâm. Thậm chí bà ấy còn không biết mình là người vợ trên danh nghĩa thứ mấy của lão Lâm rồi. Bà ấy từng là con gái của trưởng môn một môn phái nhỏ, tuy thân thế không quá hiển hách nhưng cũng lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ. Một lần ra biển đi xa, bà ấy bước chân lên đảo Văn Tình. Những tưởng bản thân đã phát hiện ra chốn bồng lai tiên cảnh rồi nên vô cùng dương dương tự đắc mà không biết rằng đó là khởi đầu cho cơn ác mộng của cuộc đời mình. Sau khi ở trên đảo Văn Tình được nửa tháng, bà ấy dự định rời đi nhưng đột nhiên lại hôn mê, thời gian mơ hồ. Cơ thể khó chịu và đau đớn không nói nên lời, giống như thể có người đã cướp đoạt mất tu vi và thọ mệnh quý giá nhất trên người bà ấy vậy. Đợi đến khi thật sự tỉnh lại, bà đã có mặt trong hôn lễ giữa bà ấy và lão Lâm rồi. Tu vi của bà ấy từ phân thần kỳ giảm xuống còn chẳng bằng trúc cơ kỳ nữa, gương mặt dường như già đi 10 tuổi. Thế nhưng cho dù có già đi 10 tuổi bà ấy cũng không muốn gả cho một người đàn ông xấu xí và già nua còn hơn cả cha bà như là lão Lâm. Bà ấy liều mình chống cự nhưng đổi lại chỉ là những đòn roi và sự hành hạ không chút nể nang. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất không chỉ là lão Lâm mà còn có cả hai đứa con trai của ông ta, Lâm Đông và Lâm Vũ nữa. Rõ ràng trên danh nghĩa hai kẻ đó là con riêng của bà nhưng chúng lại hùa vào sỉ nhục bà cùng với lão Lâm, thậm chí còn hành hạ bà tàn độc hơn. Hòn đảo Văn Tình này nào phải chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian, nơi này chính là địa ngục tăm tối và đáng sợ nhất. Đường Tĩnh Văn muốn bỏ trốn, muốn cầu cứu các tu sĩ lên đảo không chỉ một lần. Song thứ đổi lại được không phải là sự tự do và cuộc sống mới mà là những trận hành hạ càng lúc càng tàn khốc hơn, cùng với nhan sắc ngày một già nua và cơ thể suy yếu. Chỉ có ngoan ngoãn không phản kháng mới có được đan dược do đảo chủ ban cho, từ đó mới không già đi, mới tiếp tục sống được. Dần dần, Đường Tĩnh Văn đâm ra tuyệt vọng. Thật ra tuổi căn cốt của bà ấy chỉ mới 50 mấy, vẻ ngoài từng trẻ trung như thiếu nữ 20 nhưng bây giờ còn già hơn cả mẹ mình nhiều. Cho dù rời khỏi đảo Văn Tình rồi thì bà ấy có thể làm được gì? Lẽ nào bà ấy còn quay lại cuộc sống khi xưa được sao? Đường Tĩnh Văn tuyệt vọng nên dần dần cũng buông xuôi, cuộc đời của bà cứ thế này đi. Vùng vẫy lặn ngục trong địa ngục cho đến khi cuối cùng bị tiêu diệt. Đường Tĩnh Văn nhắm mắt, chịu đựng những đau đớn trên người, để mặc cho nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, trở nên lạnh lẽo. Lâm Đông giáng một bạt tai xuống mặt Đường Tĩnh Văn, chê bai với vẻ chán ghét, à tiện nhân này càng ngày càng già, da rẻ cũng thô ráp nhiều rồi. Sau này phải trông chờ vào vợ mới của đại ca thôi. Con có nhìn qua một cái rồi, làn da ấy nõn nà cứ như đậu hũ non vậy. Lão Lâm cũng cười khà khà đáp, chờ qua hôm nay, bà ta không còn thuộc về ba cha con chúng ta nữa rồi. Cha cũng chơi chán bà ta rồi, nếu đã thế chi bằng đêm nay chúng ta xử lý phứt bà ta đi. Đường Tĩnh Văn nghe ra được ý tứ trong lời nói của hai bọn chúng nhưng lại không hề có ý định phản kháng, ngược lại còn có cảm giác khoan khoái do được giải thoát. Bà ấy nhắm mắt lại, cảm nhận một bàn tay chai sần bóp lấy cổ họng mình, dần dần siết chặt. Ngay lúc hô hấp của bà ấy bị cắt đứt, sinh mệnh chậm rãi trôi tuột đi, sắp đi đến giây phút cuối cùng, hai tiếng kêu rên đột ngột vang lên bên tai. Áp lực trên cổ lập tức giảm nhẹ, Đường Tĩnh Văn ho khan dữ dội, mở to hai mắt nhưng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Là khách chú ở quán trọ Như Ý, em trai của cô gái đã kéo bà ấy ra trò chuyện ngày hôm nay, còn có hai người đàn ông đáng sợ đồng hành cùng bọn họ nữa. Làm sao bọn họ biết chỗ này? Đường Tĩnh Văn theo bản năng nhìn sang bên cạnh một cái, song chỉ nhìn thấy Lâm Đông và lão Lâm nằm vật ra đất. Bọn chúng trợn tròn hai mắt, ánh mắt hung tợn như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi cực độ. Nhưng lồng ngực của bọn chúng không hề nhấp nhô, rõ ràng là đã chết rồi. Chết, chết rồi, tên ác ma hành hạ mình suốt bao nhiêu năm, đã chết rồi. Đường Tĩnh Văn nhìn sang nhóm người, cơ thể tàn tạ lộ ra dưới ánh nến, trông vô cùng thê thảm. Tiểu Chiến vội vã lấy quần áo bọc người bà lại, dịu dàng cất giọng hỏi, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Đừng sợ, bọn ta đến đây để cứu tỷ, bây giờ tỷ đã được tự do rồi. Ta sẽ chữa trị vết thương trên người giúp tỷ nhé. Đường Tĩnh Văn ngẩn ngơ há hốc miệng, một lúc lâu sau mới đáp bằng giọng khàn khàn, các người đang làm gì thế? Tiểu Chiến mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như lưu ly, nụ cười của thiếu niên vô cùng thuần khiết, vô cùng ấm áp. Bọn ta đã biết người dân trên đảo Văn Tình này dơ bẩn và không bằng cầm thú tới mức nào rồi. Tỷ tỷ ta bảo, loại xúc sinh thế này không được tồn tại trên thế giới này. Vì vậy nên bọn ta sẽ diệt trừ hết lũ cặn bã trên đảo, sau đó thả tự do cho mọi người. Tỷ tỷ, tỷ thấy có được không? Đường Tĩnh Văn ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười trong vắt của thiếu niên, rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn được, thả tự do cho bọn ta. Tiểu Chiến trịnh trọng gật đầu, lại dịu dàng đáp,
bọn ta đưa tỷ đến một nơi tập hợp trước đã, còn phải đi xử lý những tên cặn bã khác và cứu giúp những cô gái vô tội khác nữa. Lúc được mấy người tiểu chiến đưa đi, Đường Tĩnh Văn vẫn chưa tỉnh táo lại, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Bà ấy được cứu rồi ư? Bọn họ có thể được tự do lần nữa thật sao? Đám người mặc đồ đen nhanh chóng đưa Mạc Hạ Vân lên đến đỉnh tháp Hải Thần. Thiếu nữ ở bên trong dương bị khiêng ra ngoài, đặt nằm lên trên chiếc giường rộng lớn. Kẻ dẫn đầu rời đi trước, chỉ để lại vài tên thuộc hạ để giám sát Mạc Hạ Vân đang hôn mê. Bọn chúng nhìn Mạc Hạ Vân đang hôn mê bất tỉnh, không nhịn được mà lên tiếng bàn tán. Cô gái này trông thật sự chẳng có gì xuất sắc, thiên phú tu vi đều chẳng ra làm sao, chẳng biết tại sao đảo chủ lại nhắm chúng cô ta nhỉ. Một người khác nhìn chằm chằm vào Mạc Hạ Vân một lúc lâu mới cau mày đáp, các ngươi có cảm thấy gương mặt của cô gái này hơi mơ hồ không? Có lúc ta cảm thấy cô ta rất đẹp nhưng có lúc lại thấy cô ta cực kỳ xấu. Thủ vệ đầu tiên lên tiếng khi nãy cười khẩy, bước lên trước, định đưa tay chạm vào gương mặt Mạc Hạ Vân, miệng thì nói, ta thấy là mắt ngươi có vấn đề thì có. Một cô gái nhan sắc tầm trung trở xuống thế này, đào đâu ra chuyện rất đẹp. Có điều, còn chưa kịp chạm tay vào Mạc Hạ Vân, hắn ta đã thấy cả người lạnh lẽo, có cảm giác sợ hãi rợn cả tóc gáy. Sắc mặt của tên thủ vệ nọ trắng bệch, hắn ta ngó nghiêng bốn phía, nghĩ đến chuyện đây là người phụ nữ mà đảo chủ muốn, bản thân lại gan to bằng trời định sờ mó vào, lập tức sinh lòng sợ hãi. Đừng bận tâm đến cô ta nữa, nghe nói lễ tế cá lần này đám dân trên đảo lại dâng lên không ít phụ nữ. Ngoại trừ 6 người cực phẩm cúng tế trên thánh điện còn có không ít con hàng ngon ngọt. Chậc chậc, lần này huynh đệ chúng ta lại được nếm thử hàng tươi rồi. Lần này người được lợi nhiều nhất chắc chắn là nhà lão Lâm nhỉ. Đợt lễ tế hôm trước, con trai lớn của lão Lâm đã dâng lên một nữ tu cực phẩm, hôm nay con trai thứ của lão Lâm lại đưa thêm một người tới. Chậc chậc, tuy rằng không phải là tu sĩ không minh kỳ trở lên nhưng cũng được phân thần kỳ rồi, hơn nữa vẻ ngoài còn ngọt nước nữa, ta thấy mà thèm đấy. Nghe bảo bọn lão Tam đã bắt đầu thưởng thức rồi, mùi vị đó đúng là mất cả hồn. Là nữ tu tên Thiên Thiên mà Lâm Đông đưa đến đấy hả? Chậc chậc, thế thì đúng là niềm vui bất ngờ, không thua kém gì với 6 cô nàng cực phẩm được dâng lên lúc lễ tế cá diễn ra. Sau khi chơi xong một lần, tu vi của lão Tam tăng mạnh nữa cơ, tư chất của cô ta tốt thật. Ngươi nói như thế làm ta cũng ngứa ngáy khó chịu, đợi lát giao người này cho đảo chủ xong, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi nếm thử hàng tươi ngon. Phải biết là chỉ có lúc vừa bắt đầu thì lô đỉnh mới có tác dụng kỳ diệu thôi. Sau này vùi hoa dập liễu rồi chúng ta đều chẳng thèm ngó tới, cũng chỉ có thể vứt cho các huynh đệ ở tầng thấp chơi thôi. Đám đông nghe vậy đều cười ha hả, đang định nói gì đó thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo êm tai nhưng vô cùng lạnh lẽo. Thì ra, đây chính là chân tướng của đảo Văn Tình. Hóa ra những nữ tu mất tích, những người phụ nữ được gả cho các ngư dân trên đảo đều chỉ là lô đỉnh bị vứt bỏ sau khi bị các ngươi tàn phá thôi. Đúng là hay cho đảo Văn Tình, hay cho trốn Bồng Lai tiên cảnh. Đám thủ vệ trong phòng bị giọng nói thình lình vang lên ấy dọa giật cả mình, đồng loạt nhìn sang chỗ phát ra giọng nói. Tiếp đó bọn chúng hoảng hốt phát hiện người vừa cất lời là thiếu nữ khi nãy vẫn còn nằm ngủ mê man trên giường. Cô chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt sắc lẻm như dao, con ngươi sáng ngời trong veo, chẳng có chút dáng vẻ nào giống như bị hôn mê. Sao? Sao ngươi tỉnh lại được? Phải biết là mê hồn túy có thể khiến cả tu sĩ đại thừa kỳ ngất xỉu. Một cô gái người không có chút dao động linh lực như Mạc Hạ Vân sao có thể không hề hấn gì như vậy? Mạc Hạ Vân đứng thẳng dậy, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, các nữ tu bị bắt đưa tới đây và cả cô gái tên Thiên Thiên mà các ngươi đã nhắc tới đang ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu bọn chúng à? Lúc đầu thủ vệ còn có chút nghi ngờ khó tin, đợi đến khi phát hiện trên người Mạc Hạ Vân gần như không có dao động linh lực. Bọn chúng lập tức thở phào nhẹ nhõm, ha ha. Ta không biết tại sao ngươi không bị ngất xỉu bởi mê hồn túy nhưng cho dù tỉnh lại rồi thì ngươi làm được gì? Lẽ nào ngươi tưởng mình có thể thoát khỏi đây à? Bây giờ ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, khó lòng bảo vệ được cho bản thân mà còn quan tâm đến chuyện sống chết của người khác à? Mạc Hạ Vân vuốt tóc trên tán, thờ ơ hỏi lại, nói vậy nghĩa là các ngươi không muốn khai rồi. À phụ nữ này kiêu căng quá rồi đấy, các huynh đệ trói ả lại cho ta không tin ả còn trốn thoát được. Mấy tên thủ vệ hung hãn súm lại vây quanh Mạc Hạ Vân. Ánh mắt Mạc Hạ Vân chẳng hề thay đổi, cô chỉ thản nhiên nhìn bọn chúng, trên mặt chẳng có chút sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười nhàn nhạt. Đám thủ vệ bị nụ cười của cô làm cho sợ hãi, đang dự định trực tiếp bổ nhào tới thì đột nhiên cảm giác có một luồng sức mạnh to lớn ập thẳng vào mắt mình. Chỉ nghe vô số âm thanh bốp 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 vang lên, bọn chúng đã bị ném xuống đất, mồm hộc máu tươi, ngất đi.
Mạc Hạ Vân bước lên trước hai bước, đưa chân đạp lên lồng ngực một tên trong số chúng, tàn nhẫn dẫm xuống, kẻ đó đau đến mức bừng tỉnh. Nhìn thấy Mạc Hạ Vân và thanh kiếm ly thủy cô cầm trong tay đang chặn ngay cổ họng mình, gương mặt hắn ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn ta run rẩy đáp, đừng, đừng giết ta, nơi này là tháp hải thần, ngươi giết người sẽ bị phát hiện ngay đấy. Mạc Hạ Vân cười nham hiểm, mũi kiếm khẽ rạch qua lồng ngực hắn ta, lập tức lớp áo bị cứa đứt, rạch qua cả máu thịt, để lộ xương sườn trắng hếu. Tên thủ vệ đau đớn thét lên chói tai, liên tục van xin. Mạc Hạ Vân mới lạnh lùng hỏi, nói rõ xem, rốt cuộc đảo Văn Tình này là nơi thế nào? Các nữ tu kia từ đâu tới? Các ngươi sẽ xử lý bọn họ ra sao? Bây giờ các nữ tu đó ở đâu? Nếu ngươi dám nói dối một câu, hoặc là giấu giếm điều gì đó không khai, hà hà, ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi rồi thì lợi cho ngươi quá nhỉ. Ta sẽ cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống, chỉ còn lại mấy khúc xương sườn nhưng lại không chết được. Đừng nghi ngờ là ta có làm được hay không, đến cả mê hồn túy mà ta còn giải được. Muốn giữ một kẻ sống sót nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn chẳng phải sẽ là chuyện dễ dàng trong lòng bàn tay sao. Tên thủ vệ đảo mắt láo liên, nhìn ra linh lực của Mạc Hạ Vân cực yếu, đôi mắt đột nhiên ánh lên tia sáng hung ác, định vùng lên tấn công. Nhưng mà còn chưa chờ hắn ta kịp cử động, đã cảm nhận được một cơn đau đớn gấp trăm lần khi nãy, trong nháy mắt máu tươi phun trào, là vùng bụng của hắn ta bị cắt mất một miếng lớn. Rõ ràng hắn ta đã vận chuyển linh lực rồi, nhưng dường như cả cơ thể đã bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mạc Hạ Vân cười như không cười, ngươi vẫn định tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của ta đấy à? Tên thủ vệ đau đớn kêu rên thảm thiết, cuối cùng mới ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Mạc Hạ Vân. Thì ra, đảo Văn Tình luôn là một nơi vô cùng dơ bẩn. Đảo Văn Tình ẩn trong lớp mây mù, lại thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị người khác phát hiện. Có điều mỗi năm họ đều cử không ít người ra ngoài thông qua đủ loại thủ đoạn để dụ các tu sĩ chẳng có thế lực gì ra biển. Nếu những tu sĩ đó là nam, họ sẽ đạt được những lợi ích to lớn trên đảo, ví dụ như đan dược, mỹ nhân. Dần ra các nam tu sĩ sẽ bị cám dỗ, sau đó trở thành tay sai cho dân trên đảo, ra biển lừa gạt các nữ tu thay bọn chúng. Lúc mới đầu những nam tu sĩ vẫn còn chống cự, không muốn đi làm những chuyện thương thiên hại lý đó, nhưng dần dà bọn họ sẽ chìm đắm trong những lợi ích do hải thần mang lại không cách nào rút ra được. Ví dụ như sư huynh của Thiên Thiên cũng là một trong số đó. Gã ta lừa Thiên Thiên đến đảo Văn Tình, dùng nàng ấy để đổi lấy lợi ích, sau đó để lại lời nhắn hứa sẽ đưa nàng ấy rời khỏi, bản thân lại lặng lẽ biến mất không để lại bất cứ sơ hở nào. Còn về phần các nữ tu sĩ kia, tình cảnh của bọn họ vô cùng thê thảm. Lúc lên đảo, bọn họ đều tưởng rằng nơi này là tiên cảnh trần gian, lưu luyến chẳng muốn ra về, lại cảm động trước sự chất phác của các thôn dân nên cứ nán lại trên đảo không rời. Bọn họ đâu biết rằng, khi người trên đảo điều tra rõ được cấp bậc tu vi, gia thế bối cảnh của bọn họ rồi thì sẽ bắt đầu ra tay với bọn họ, biến bọn họ trở thành con cừu con chờ bị giết. Những nữ tu bị bắt sẽ được chuyển vào trong tháp hải thần, uống đan dược do đảo chủ đặc biệt luyện chế ra. Loại đan dược này có thể khiến thể chất của bọn họ trở thành cực thích hợp để thải âm bổ dương, cũng sẽ biến thành lô đỉnh tuyệt vời nhất. Sau khi đảo chủ và các tâm phúc của đảo chủ chọn hưởng thụ những lô đỉnh xuất sắc nhất, bọn chúng sẽ thưởng các lô đỉnh còn lại cho đám thủ vệ trong tháp thần. Cả tháp có mấy chục tầng, tổng cộng chia ra 9 cấp bậc. Tu vi, thực lực và đãi ngộ trên đảo của thủ vệ ở mỗi cấp bậc đều khác nhau. Các lô đỉnh tươi mới kia sẽ chuyển cho hộ pháp sở hữu tu vi cao nhất trong tầng thứ 9 trước. Sau khi hộ pháp chơi chán rồi mới thưởng cho chấp sự tầng thứ 8. Từng tầng một, những cô gái đáng thương đó sẽ bị chuyển từ tầng đỉnh cao nhất xuống đáy tháp như thế. Ngay lúc này, có rất nhiều nữ tu sĩ đã mất mạng bởi vì không chịu đựng nổi mà hết sức. Còn về phần những nữ tu sau cùng gắng gượng được đến tầng đáy tháp cuối cùng thì cũng chẳng được tốt đẹp hơn. Tu vi của bọn họ mất sạch, nhan sắc trở nên già nua, tuổi thọ cũng chỉ còn mấy chục năm ngắn ngủi. Bọn họ bị chuốc thuốc, ngu ngơ vô tri, không thể nhớ ra được tình hình cụ thể xảy ra bên trong tháp thần, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi ăn sâu vào trong xương cốt. Mỗi lần nằm mơ họ đều sẽ mơ thấy cảnh tượng như địa ngục ở bên trong tháp. Sau đó những nữ tu đã mất đi tu vi, mất đi tác dụng của một lô đỉnh sẽ được ban cho các ngư dân tầng lớp thấp nhất trên đảo. Những ngư dân kia vẻ ngoài xấu xí, tu vi cực thấp nhưng lại một lòng trung thành với hải thần và đảo chủ. Vì vậy những nữ tu ấy chính là ân huệ mà hải thần ban cho bọn chúng. Mới đầu, các nữ tu đều sẽ ôm ấp suy nghĩ bỏ trốn, muốn phản kháng, nhưng việc mỗi lần phản kháng chỉ nhận được các hình phạt và sự hành hạ đau đớn nhất. Cùng với những đan dược do đảo chủ ban cho đã nói cho bọn họ biết rằng chỉ cần báo cáo người muốn phản kháng,
Chỉ cần giữ gìn trật tự trên đảo là bọn họ có thể nhận được đan dược, trở về độ tuổi xuân xanh. Do đó, dần dần các nữ tu từ bỏ việc phản kháng, trở thành một phần tử của hòn đảo, hầu hạ những ngư dân xấu xí và vô năng hơn bọn họ cả trăm lần kia một cách hiền dịu và khiêm nhường, để mặc cho bọn ngư dân đánh mắng, để mặc bọn chúng chà đạp. Thậm chí dần dần dưới sự giày vò ấy, có một số người phụ nữ tâm hồn trở nên méo mó, biến thành người nối giáo cho giặc. Đối với bọn họ, tất cả vinh quang và hạnh phúc trong quá khứ đều đã tan thành mây khói, không thể nào tìm lại được nữa. Còn những người phụ nữ từ đầu đến cuối đều không chịu thần phục, không chịu nô dịch sẽ bị cắt mất lưỡi, cắt đứt gân tay gân chân, bị treo ngược trên đỉnh tháp hải thần, bị phơi nắng như thế cho đến khi chết dần chết mòn trong sự đói khát. Hàn Xuyến Nhi chính là một trong số đó. Khi xưa trong kỳ thi nhập học Học viện Thần Y Cát Thiên, đó là lần đầu tiên Mạc Hạ Vân gặp đại tiểu thư của Thủy Vân Tông. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, Hàn Xuyến Nhi lúc đó xinh đẹp, kiêu ngạo và trong sáng biết bao nhiêu. Tuy rằng luôn giữ vẻ lạnh lùng không thèm để ý đến người khác nhưng tâm tính lại lương thiện chính trực, thiên phú tu luyện cũng cực kỳ cao, sở hữu thiên linh căn hai hệ thủy và thổ. Tuổi hãy còn trẻ mà đã phá kiếp từ các thiên phi thăng lên thiên dực, nhiều đó là có thể thấy con đường tương lai của cô ấy sán lạn biết bao. Nhưng mà, một Hàn Xuyên Nhi như thế lại ngụp lặn thê thảm trên hòn đảo nhỏ này như thế, đánh mất tất cả mọi thứ bao gồm cả tôn nghiêm và hy vọng. Mạc Hạ Vân không biết rốt cuộc cô ấy đã trải qua sự giày vò và địa ngục như thế nào. Hàn Xuyến Nhi không thể nào diễn tả được nữa nhưng bây giờ chẳng cần nghe Hàn Xuyến Nhi trần thuật lại, cô cũng có thể biết được đó là cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của mình xuống. Cô tự nhận bản thân là một người lạnh lùng vô tình, quan tâm và bao che cho những người ở bên cạnh nhưng không bao giờ dành quá nhiều sự thông cảm cho người xa lạ không quen biết. Thế nhưng với lời kể của tên thủ vệ, nghĩ đến tất cả những điều mà các nữ tu vô tội kia gặp phải, cô không thể nào kìm nén được lửa giận đang tuôn trào mãnh liệt. Đương nhiên trên đời này có người thiện cũng có người ác nhưng mà tại sao lại có những tên xúc sinh bệnh hoạn, táng tận lương tâm như thế được? Bọn con buôn chuyên lừa gạt, buôn bán phụ nữ và trẻ em ở kiếp trước, bọn điêu dân trong thôn cầm tù và buôn phụ nữ, bọn chúng đã đáng hận và ác độc biết bao nhiêu rồi. Nhưng so với chủ nhân của đảo Văn Tình và lũ ngư dân ở đây, thì thậm chí lũ buôn người cũng chẳng là cái thá gì. Tên thủ vệ bị Mạc Hạ Vân đạp dưới chân run rẩy. Xin tha, ta đã nói hết những gì mình biết rồi. Xin ngươi buông tha cho ta, xin. Mạc Hạ Vân nâng kiếm lên chém xuống, máu tươi văng tung tóe. Chiếc đầu há hốc mồm của tên thủ vệ lăn lông lốc ra ngoài. Mạc Hạ Vân chẳng thèm nhìn tới xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất nữa, quay người đi đến phòng tu luyện mà tên thủ vệ nhắc tới khi nãy. Sau lưng cô, những tên thủ vệ còn lại vốn đang im lặng hôn mê nhưng đột nhiên gương mặt và cơ thể lại trở nên vặn vẹo. Miệng chúng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đôi mắt tên nào cũng trợn trừng, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn và hoảng sợ. Bọn chúng há hốc miệng thở như cá chết, dường như muốn nói điều gì đó, muốn cầu cứu, song cổ họng chỉ phát ra được âm thanh khạc khạc khó nghe. Cho đến khi Mạc Hạ Vân hoàn toàn rời khỏi phòng, bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng bùm bùm rất lớn, cơ thể của những tên thủ vệ đó đồng loạt nổ tung, biến thành một bãi bọt máu. Phòng tu luyện cách phòng của đảo chủ khá xa, Mạc Hạ Vân đi một khắc cuối cùng mới đến được tới nơi. Đứng bên ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng đàn ông cười to xuồng xã, tiếng thở dốc, tiếng gầm khẽ, còn có tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết nữa. Mạc Hạ Vân nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt màu xám cho nặng nề khép chặt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, cánh cửa ầm một tiếng tự động mở ra, cảnh tượng bên trong còn đáng sợ, ghê tởm hơn cả địa ngục gấp trăm lần hiện ra ngay trước mắt. Mạc Hạ Vân nhắm mắt, đè nén hô hấp hỗn loạn của bản thân xuống, cô không muốn nhìn cảnh tượng như thế. Ngươi là kẻ nào? Ai cho ngươi xông loạn vào đây? Âm thanh cánh cửa lớn mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một gã đàn ông thân thể trần truồng nhìn Mạc Hạ Vân quát lớn. Mạc Hạ Vân vẫn chưa trả lời, đột nhiên Tiểu Hồng Điểu vỗ cánh phành phạch bay ra, tức giận quát lên, "Mạc Hạ Vân, để ta dạy dỗ đám rác rưởi cặn bã này." Chú chim màu đỏ bay giữa trời, thình lình biến lớn. Chẳng đợi những người trong phòng kịp phản ứng, quả cầu lửa nóng rực phun ra từ trong miệng của Tiểu Hồng, rơi xuống người một tên đàn ông trong số đó. Ngay lập tức hắn ta kêu lên thảm thiết, cả cơ thể bốc cháy ngùn ngụt. Hắn ta vừa kêu gào vừa vùng vẫy, bổ nhào về phía những kẻ đang đứng bên cạnh. Chẳng mấy chốc, thế lửa dần dần lan ra, cuốn tất cả những kẻ khác vào cùng. Tiểu Hồng Điểu vẫn không ngừng nghỉ, liên tục phun cầu lửa ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám đàn ông trong căn phòng đều đã bị thiêu cháy thành than, kết thúc cuộc đời trong đau đớn cùng cực.
Song điều kỳ lạ là rõ ràng những cô gái kia người không mảnh vải che thân, cũng chẳng có sức tránh né, nhưng ngọn lửa lại chẳng hề lan đến chỗ bọn họ, cuối cùng tất cả đều bình an không tổn hại gì. Tiểu Hồng Điểu phì khói mũi, biến trở lại hình dáng vốn có, bay về lưng Mạc Hạ Vân, nghe thấy tiếng hô tuyệt đầy kích động của Tiểu Bạch trong không gian, nó bất giác kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Mạc Hạ Vân xoa đầu Tiểu Hồng Điểu, bước vào trong phòng. Bên trong có 5-6 cô gái nằm ngổn ngang, có người đang nhìn về phía cô, ánh mắt hoảng hốt và sợ sệt, có người mặt xám ngoét. Cho dù bên cạnh xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cũng chẳng hề phản ứng. Mạc Hạ Vân khẽ thở ra một hơi, vung bột thuốc trong tay ra, những cô gái ấy chìm vào cơn mê. Các cô ngủ một giấc cho ngon đi, đợi đến lúc tỉnh lại sẽ quên hết tất cả, các cô có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tiếp theo, Mạc Hạ Vân cứu người ở từng tầng một. Nơi cô đang đứng không phải là tầng cao nhất của tháp Hải Thần, có lẽ chỉ ở vị trí cấp thứ 8 thôi. Bên trên tháp Hải Thần, cô có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Tuy không phải là cấp thần nhưng chí ít cũng phải ở trình độ độ kiếp kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ. Có lẽ đó là đám tâm phúc của đảo chủ. Mạc Hạ Vân không tiến lên tầng đỉnh ngay mà đi xuống dưới, cứu hết tất cả những nữ tu trong tháp Hải Thần ra, rồi lại khiến bọn họ chìm vào cơn mê. Sau đó bảo Tiểu Ngưu ngốc nghếch chuyển người đi. Tiểu Ngưu ngốc nghếch có khả năng dịch chuyển không gian, tuy rằng bây giờ vẫn ngốc nghếch như xưa, chẳng có tí linh trí nào nhưng tu vi đã tăng lên rất nhiều, dịch chuyển vài người. Và lại khoảng cách không quá xa với nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đường, Mạc Hạ Vân vẫn luôn kìm nén cảm xúc của bản thân. Càng xuống dưới cảnh tượng trong phòng tu luyện, hình ảnh những cô gái vô tội kia bị xâm phạm lại càng thảm thương hơn, khiến cho cảm xúc của cô gần như hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Cho dù bản thân đã giết hết lũ chó không bằng loài cầm thú kia, cho dù đã giúp các cô gái kia quên đi ký ức kinh khủng này rồi, nhưng Mạc Hạ Vân vẫn không thể nào nguôi giận được. Đặc biệt là những cô gái ở mấy tầng cuối cùng, rất nhiều người chỉ còn thoi thóp, một số người do Mạc Hạ Vân tới chậm một bước nên cạn sức, chết đi trong già nua và đau thương. Khi tiến lên trước vuốt đôi mắt không chịu khép lại của bọn họ, cả người Mạc Hạ Vân không ngừng run rẩy. Xưa nay cô chẳng phải là sứ giả chính nghĩa gì cả, cũng không có hứng thú xông xáo làm việc nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Thế nhưng, hôm nay cô lại xin thề. Nếu cô không giết sạch đám cặn bã trên đảo Văn Tình, nếu cô không phanh thây tên đảo chủ hoặc hải thần cao quý kia ra thành trăm nghìn mảnh, cô quyết không để yên. Đến cả Tiểu Bạch trong không gian cũng tức giận mắng mỏ. Mẹ ơi, chúng ta lên trên giết chết tên khốn kiếp kia đi. Bọn chúng không phải là con người, tất cả đều là lũ khốn kiếp, là tên khốn kiếp nhất nhất. Tiểu Bạch cũng chưa bao giờ nhìn thấy người xấu như thế này trong phim. Tất cả bọn chúng đều phải chết. Mạc Hạ Vân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Đương nhiên cô phải quay lại đỉnh tháp. Không chỉ để giết đảo chủ mà vì đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy Thiên Thiên và hai tỷ nữ của Linh Vũ. Cũng tức là, chắc chắn nhóm Thiên Thiên vẫn còn ở trên tầng cao nhất, bị đám tâm phúc của đảo chủ hoặc là chính bản thân đảo chủ chơi đùa. Lần này, Mạc Hạ Vân không leo thang nữa mà để Tiểu Hồng Điểu hóa thân thành một con trọng minh điểu khổng lồ, đưa Mạc Hạ Vân bay thẳng lên từ giữa cầu thang xoay tròn trong tháp. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được tầng cao nhất của tháp Hải Thần. Mạc Hạ Vân ném vài trận bàn trong tay ra. Bên ngoài tháp Hải Thần nhanh chóng bừng sáng, tiếp đó vài người phụ nữ áo quần tả tơi, da chảy thịt sứt hoàn toàn không ra dáng người được đưa tới trước mặt cô. Những người này đều là tội nhân bị treo bên ngoài tháp Hải Thần, giống với Hàn Xuyến Nhi. Bây giờ Mạc Hạ Vân không có mộc linh lực nên chỉ có thể cho bọn họ uống vài viên thuốc rồi để Tiểu Ngưu ngốc nghếch đưa ra ngoài. Lúc Mạc Hạ Vân cứu người, Tiểu Hồng Điểu đã bay đi tìm tung tích của Thiên Thiên. Bọn họ ở trong đại bản doanh của kẻ địch. Đối thủ lại là tu sĩ cấp thần đáng sợ, nhưng bọn họ ai nấy đều hành động trắng trợn, chẳng hề có chút sợ hãi, e dè. Tiểu Hồng Điểu đột nhiên tông vỡ một cánh cửa, lập tức kêu to, Mạc Hạ Vân tới đây mau, tìm được nhóm Thiên Thiên rồi. Mạc Hạ Vân xông tới, nháy mắt đã cảm nhận được một luồng khí tức đan xen máu tanh ập thẳng vào mặt. Tiếp đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tanh tưởi, khiến bụng cô nhộn nhạo muốn nôn. Chỉ thấy vài nữ tu thân thể trần truồng, bị trói tay chân treo lên. Người đầy thương tích, đang bị mấy tên đàn ông ngược đãi và xâm phạm một cách tàn nhẫn. Nam tu sĩ cười lớn sỗ sàng, khoan khoái, để lại những vết thương vô cùng dữ tợn trên người cô gái. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của các nữ tu, bọn chúng lại càng cười sảng khoái hơn. Trong số những người ở đó có Thiên Thiên, còn có cả Liên Y và Lục Châu mà Linh Vũ từng cho cô xem chân dung. Ba người bọn họ, Thiên Thiên vẫn còn đang đau đớn khóc lóc van xin. Nhưng Liên Y và Lục Châu mặt đã xám ngoét. Biểu cảm chỉ còn lại sự chết lặng và lạnh lẽo, không còn mong muốn được sống nữa. Thậm chí có người còn thảm hơn ba bọn họ, bị cắt đứt tứ chi,
bày ra một tạo dáng vặn vẹo để dễ bề đáp ứng thú vui dâm đãng của bọn chúng. Đám súc sinh này, trán Mạc Hạ Vân nổi gân xanh, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Phát hiện ra Mạc Hạ Vân xông vào, đám đàn ông quay đầu lại nhìn sang nhưng không hề hoảng loạn như các thủ vệ ở tầng đáy. Ngược lại chúng cười híp mắt nhìn Mạc Hạ Vân, cô gái từ đâu tới đây, tuy rằng bề ngoài bình thường nhưng mùi vị cơ thể người cũng không tệ, ta say rồi đây này. Đúng lúc ra đã chơi chán mấy đứa này rồi, hay là nàng qua đây chơi với ra đi. Bọn đàn ông xuồng xã cười lớn, hoàn toàn không xem một cô gái và một con linh sủng ra gì. Cho dù cấp bậc của con linh sủng cực kỳ cao nhưng muốn chiến thắng đám tu sĩ cấp cao bọn chúng thì đúng là chuyện hoang đường. Một tên trong số đó đã vươn tay tới trước mặt Mạc Hạ Vân, muốn túm lấy tóc cô kéo sang. Thế nhưng, tay hắn ta còn chưa chạm được vào Mạc Hạ Vân thì ánh sáng đã chợt lóe lên. Cánh tay của hắn đột nhiên xuất hiện một vết máu. Sau đó máu tươi bắn tung tóe khắp bốn phía, cánh tay ấy bay thẳng ra ngoài. Tên đàn ông gầm rú tức giận và đau đớn, hắn ta nhìn chòng chọc vào Mạc Hạ Vân, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Cô thiếu nữ trước mặt vẫn gầy yếu, không hề có dao động linh lực, thậm chí không hề nhúc nhích. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay với hắn ta? Lẽ nào là con Trọng Minh điều kia sao? Mẹ ơi, Tiểu Bạch cũng muốn đánh bọn khốn. Mấy tên khốn kiếp này cứ để Tiểu Bạch lo. Ở trong không gian, cuối cùng Tiểu Bạch không nhịn nổi nữa phải nhảy ra ngoài, đáp trước mặt Mạc Hạ Vân kích động lên tiếng. Trên thực tế, hiện tại Tiểu Bạch không hề có sức chiến đấu, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám tu sĩ này. Nhưng Mạc Hạ Vân không phản đối mà chỉ thản nhiên đáp, chúng ta không có nhiều thời gian, giải quyết sạch sẽ sớm đi. Dứt lời, cô không nhìn đám người đó nữa mà tiến về phía nhóm người Thiên Thiên. Cuối cùng Thiên Thiên cũng nhìn rõ người tới, lúc nhận ra đó là Mạc Hạ Vân, nàng ấy bật khóc hu hu nửa như đau đớn muốn chết, nửa như cuối cùng cũng có lại được hy vọng. Mạc Hạ Vân khẽ xoa đầu, cắm cây ngân châm vào cổ để nàng ấy ngủ say. Tiếp đó, cô lặp lại hành động giúp cho những nữ tu đã bị làm nhục kia cùng chìm vào cơn ngủ say. Hiện tại mộc chi bản nguyên của cô chưa được mở khóa nên muốn giúp cơ thể bọn họ hồi phục như xưa là điều không thể. Thậm chí cho dù sức mạnh bản nguyên khôi phục rồi, cô cũng không thể giúp tuổi thọ và thiên phú của bọn họ quay lại trong một thời gian ngắn được. Nhưng chí ít, cô có thể giúp bọn họ quên đi đau đớn, quên đi ác mộng, bắt đầu lại từ đầu, hy vọng từ nay về sau bọn họ có được một tương lai tốt đẹp và mới mẻ. Cho dù Mạc Hạ Vân đã dốc hết sức cứu chữa nhưng đám đàn ông kia thật sự quá tàn khốc, nhiều cô gái vẫn không gắng gượng nổi, hoa tàn ngọc vỡ. Y sư Liên Y mà Linh Vũ đưa đến cũng là một trong số đó. So với bọn thủ vệ tầng dưới chỉ là muốn phát tiết dục vọng thì rõ ràng đám tâm phúc của đảo chủ lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui. Dày vò người ta chết rồi thì vứt thi thể đi, không dày vò chết nhưng đã chơi chán rồi mới thưởng cho đám thủ vệ ở tầng dưới. Mạc Hạ Vân lấy một bộ quần áo đắp lên cơ thể trần truồng loang lổ của Liên Y, hô hấp nhanh hơn, gương mặt đỏ ửng, cơ thể không thể kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Lúc cô quay người, bên tai lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của đám đàn ông. Dưới đất đã có mấy thi thể đàn ông nằm ngổn ngang, tên nào tên nấy đều chết cực kỳ thê thảm. Tên còn sống sót cuối cùng đã bị chặt mất tứ chi, đá gãy cả xương sườn, bị đá lăn đến trước mặt Mạc Hạ Vân. Nháy mắt, Tiểu Bạch bổ nhào vào trong lòng Mạc Hạ Vân, phấn khích giành công. Mẹ ơi, mẹ xem, đám người này là do Tiểu Bạch xử lý hết đó, Tiểu Bạch lợi hại phải không? Mạc Hạ Vân bất đắc dĩ gõ vào trán nó một cái, là con làm thật hả? Tiểu Bạch lè lưỡi, Mạc Hạ Vân không để ý đến nó nữa mà nhìn sang kẻ duy nhất còn sống. Đảo chủ của các ngươi, hay nói cách khác, cái tên được gọi là Hải Thần kia tên gì? Có lai lịch thế nào? Tên đàn ông không sợ hãi, phun nước bọt, hung ác đáp, ta không biết ngươi là con ả tiện nhân từ đâu tới mà dám dở thói ngang ngược ở tháp Hải Thần của bọn ta. Lẽ nào ngươi không biết đảo chủ của bọn ta lợi hại tới mức nào à? Ha ha, nếu ngươi vẫn còn muốn sống sót thì tốt nhất là ngoan ngoãn dập đầu nhận thua đi. Có khi ta còn cầu xin đảo chủ bảo ngài ấy tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tư cách làm một người trong bọn ta. Nếu không, kết cục của ngươi chỉ có chết thê thảm hơn thôi. Mạc Hạ Vân cười khẩy, lạnh lùng đáp lời, chết tới nơi rồi mà ngươi vẫn có gan nói sằng nói bậy, các ngươi gan to bằng trời, chuyện này thì ta bội phục thật. Tên đàn ông khinh bỉ, có bản lĩnh thì giết ta đi, đảo chủ sẽ báo thù thay cho ta, ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây, bảo ta bán đứng đảo chủ à, không có cửa đâu. Mạc Hạ Vân nhếch mép, nụ cười xinh đẹp động lòng, cho dù đã có thuật che mắt ẩn đi gương mặt nhưng nét mặt thoáng qua trong nháy mắt đó cũng đủ đến khiến tên đàn ông ngẩn ngơ. Gã ta đột nhiên ý thức được, có phải cô gái này vô cùng xinh đẹp không? Không, không phải là rất xinh đẹp, là cực kỳ xinh đẹp mới đúng. Khắc tiếp theo,
Gương mặt tên đàn ông khi nãy còn cứng rắn bây giờ đột nhiên trở nên méo mó. Gã ta bắt đầu kêu lên thảm thiết như con heo bị chọc tiết. Thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn không yếu đi mà càng lúc càng chói tai và dữ dội hơn. Làn da của tên đàn ông đã bắt đầu mọc ra những bọc mủ lớn nhỏ khác nhau, bọc mủ như bị tiêm thuốc tăng trưởng vào, nhanh chóng to ra rồi vỡ tung, sau đó thành thối rữa. Sự thối rữa đó ăn mòn cho đến tận lúc xương cốt đều lộ ra, sau đó thịt mới bắt đầu mọc. Những lớp thịt mọc ra lại lồi lõm không bằng phẳng, thậm chí có chỗ còn gồ lên thật to, trông vô cùng kinh khủng. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, sau khi thịt mới mọc ra lại bắt đầu mưng mủ, lặp lại quá trình vỡ tung, ăn mòn và mọc thịt. Mỗi một bước trong quá trình ấy đều khiến người ta chịu đựng cơn đau thê thảm hơn bị ngàn dao lóc thịt gấp vạn lần, hoàn toàn không phải là cảm giác mà ý chí của con người có thể chịu đựng được. Cuối cùng, tên đàn ông không chịu nổi nữa, thất thanh hét lớn, ta nói, ta bằng lòng nói, xin ngươi tha cho ta đi. Á, đảo chủ ngài ấy tên là Xích, Xích Thứ, là một ma tộc. Tên đàn ông còn chưa nói hết lời, phần cổ đột nhiên có ánh sáng đỏ lóe lên, cổ họng xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Đầu hắn ta lắc lư, kéo đứt lớp da mỏng manh đó, rơi trên mặt đất rồi im bặt không lên tiếng nữa. Đôi mắt Mạc Hạ Vân nghiêm lại, cơ thể hơi căng cứng, quay người chậm rãi nhìn về phía cánh cửa rộng mở cách đó không xa. Chỉ thấy có một người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm đứng trước cửa, vẻ ngoài bình thường, làn da ngăm đen nhưng đôi mắt lại hẹp dài ẩn chứa sự âm u và mê hoặc tự nhiên. Giờ phút này gã đang híp mắt nhìn Mạc Hạ Vân, trong đôi mắt không hề có sự phẫn nộ do Tâm Phúc bị giết chết, cũng không có sự ngạc nhiên khi Mạc Hạ Vân có thể trốn thoát được, chỉ có dạt dào hứng thú và sự tàn bạo khát máu mãnh liệt khi nhìn chòng chọc vào con mồi của bản thân. Chẳng mấy chốc, Mạc Hạ Vân đã nghe được một giọng nam vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Cô gái được thần tôn Cơ Minh Vũ nhắm trúng quả nhiên khác với người thường. Rõ ràng trên người không có dao động linh lực, tuổi căn cốt chưa quá 20 nhưng tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ rồi. Mê hồn túy của ta có hiệu quả với cả tu sĩ đại thừa kỳ nhưng lại mất tác dụng với ngươi. Bây giờ ngươi còn thả hết tất cả các nô lệ trong tháp của ta. Ha ha, tiểu thư Mạc Hạ Vân, ngươi phải làm thế nào mới bù đắp được tổn thất của ta đây? Hay là vứt bỏ Cơ Minh Vũ để ở bên ta thì thế nào? Ta đảm bảo nhất định sẽ đối xử thật tốt với tiểu thư Mạc Hạ Vân, tuyệt đối không đối xử với ngươi như những nô lệ thấp hèn kia. Tất nhiên, đó là trước khi ta chơi chán ngươi. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Tiểu Chiến đang cứu người trong đảo bước vào tầng hầm ngầm của thôn chính trên đảo. Cũng chính là nơi lúc trước Mạc Hạ Vân từng hỏi thăm ông lão kia, nhìn thấy cảnh tượng khiến tâm trí cậu bị sao động, không cách nào chịu đựng được. Sau khi cứu Đường Tĩnh Văn ra, Thanh Long đưa bà ấy đến một nơi an toàn, Tiểu Chiến và Hắc Long tiếp tục giải cứu những phụ nữ còn lại trên đảo. Điều khiến Tiểu Chiến buồn bực là rất nhiều người phụ nữ bị dạy dỗ cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với những tên đàn ông chẳng bằng xúc sinh này. Đặc biệt là những người đã sinh con dưỡng cái, ngược lại còn quay ra công kích nhóm Tiểu Chiến, ép bọn họ buông tha cho chồng mình. Tiểu Chiến hết cách, kể cả tên đàn ông kia và đứa trẻ cũng đều đánh ngất hết, rồi giao tất cả cho Thanh Long nhốt ở nơi nào đó để khiến bọn họ không còn khả năng hành động. Cho dù trong lòng không vui nhưng Tiểu Chiến vẫn dồn hết công sức đi từng hộ giải cứu thôn dân. Cho đến khi tới được căn nhà sang trọng nhất trên đảo, Tiểu Chiến nghe nói đó là thôn chính của thôn làng trên đảo, là nhà của ngư dân sống lâu nhất trên đảo, đồng thời cũng là ông lão đức cao vọng trọng nhất. Tiểu Chiến vẫn còn chút ấn tượng với ông lão này, mặt mũi hiền lành phúc hậu, không hề xấu xí ngăm đen, lúc trò chuyện luôn cười híp mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Thế nhưng, trong tầng hầm nhà của một ông lão hiền hậu nhã nhặn như vậy lại hiện ra khung cảnh đáng sợ như địa ngục trốn trần gian. Tiểu Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ thể bất giác run rẩy. Cậu nhìn những người phụ nữ thân thể trần truồng đó, bị người ta đeo vòng vào cổ, buộc trong góc như một con chó, liếm láp thức ăn trên mặt đất, quỳ tại chỗ mà tiểu tiện. Bên cạnh bọn họ còn có vài xác chết tàn tạ không chịu nổi, ai nấy đều chết thảm đến mức không nỡ nhìn. Tiểu Chiến siết chặt nắm đấm, ký ức xa xôi đã bị cậu quên lãng chậm rãi hiện lên trong đầu. Bây giờ cậu sống vô cùng hạnh phúc, thế cho nên đã quên tất cả. Khi xưa cậu cũng từng sống cuộc sống không chút tôn nghiêm như thế này. Cậu cũng từng bị nhốt dưới lòng đất tối tăm không thấy ánh mặt trời, sống còn chẳng bằng một con súc vật. Cứ như thế sống qua từng ngày từng đêm một, chớp mắt đã sống được mười mấy năm. Cho đến khi tỷ tỷ của cậu xuất hiện mang đến hy vọng và giúp cậu có được cuộc sống mới. Nhưng suy cho cùng những ký ức ấy vẫn in hằn dấu vết khó phai nơi tận sâu linh hồn cậu. Lúc hồn phách không được đầy đủ có lẽ vẫn còn vô tri vô giác. Bây giờ tâm trí chín chắn rồi, cậu không thể nào ngó lơ những ký ức như cơn ác mộng đó.
Đột nhiên, một bàn tay che mắt cậu lại, kéo cơ thể đang khẽ run rẩy của cậu về sau, tựa sát vào trong cái ôm ấm áp và rộng rãi. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng pha một chút quan tâm vụng về của Hắc Long lọt vào tai cậu. Nếu không thích thì đừng nhìn, ta sẽ xử lý giúp ngươi. Tiểu Chiến khẽ mím môi, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Tiểu Hắc, giọng thiếu niên hơi run run, vừa như sợ hãi, lại vừa như mang theo một chút tủi thân ấm ức. Tiếng của Hắc Long lại dịu dàng hơn vài phần. Đúng vậy, ta ở đây, cứ giao cho ta xử lý, được không? Tiểu Chiến hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh lại. Trên mặt cậu cũng một lần nữa xuất hiện nụ cười trong trẻo thuần khiết. Cậu đưa tay kéo tay Hắc Long đang che mắt mình xuống, xoay người cong môi cười với hắn. Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi. May là có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không ta sẽ buồn bã khó chịu rất lâu. Nhưng mà bây giờ ta không sao rồi. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện u ám, ta phải mạnh lên, phải đứng bên cạnh bảo vệ tỷ tỷ, ta không thể mãi hèn nhát yếu đuối được. Ngươi yên tâm, ta không sao đâu, ta có thể tự xử lý được. Hắc Long nhìn vẻ quật cường kiên định trên gương mặt yếu ớt nhợt nhạt của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tị với Mạc Hạ Vân. Có lẽ trên đời này chỉ có Mạc Hạ Vân mới có thể khiến thiếu niên trước mặt hy sinh tất thảy, không chút do dự mà thay đổi bản thân. Hai người ra khỏi nhà trưởng thôn, Hắc Long thấy vẻ mặt Tiểu Chiến vẫn không thoải mái bèn chậm rãi giơ tay sau lưng cậu. Một tia sét đánh thẳng vào ngôi nhà kia, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, thiêu rụi ngôi nhà lộng lẫy, kể cả khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc của người bên trong. Tiểu Chiến đưa mắt nhìn về phía tháp Hải Thần, lo lắng hỏi, không biết tỷ tỷ thế nào rồi? Liệu tỷ ấy có bị Hải Thần làm hại không nhỉ? Hắc Long hơi khó chịu cau mày, thấy Tiểu Chiến lo lắng sốt ruột, hắn mới trấn an, có người kia đi cùng, ngươi còn gì mà phải lo lắng nữa? Ngươi nghĩ tên Hải Thần kia mạnh nhưng có thể mạnh hơn người đứng đầu Thiên Dực ư? Tiểu Chiến nghĩ cũng đúng, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi, chắc bây giờ Linh Vũ tỷ tỷ cũng đã ra biển truy bắt đám dân đảo kia và Kim Lân vệ rồi. Tu vi của Linh Vũ tỷ tỷ và bạn bè của tỷ ấy đều cao như vậy, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu. Tiểu Hắc, chúng ta cũng mau chóng đi cứu những nữ tu còn lại đi. Hắc Long khẽ gật đầu, đường đường là Long Thần lại bị thiếu niên sai bảo như vậy, song hắn không có nửa câu oán hận. Trái ngược, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Chiến lại lấp lánh rực rỡ, như có ngọn lửa đang cháy bập bùng trong đó. Hóa ra Linh Vũ và bọn Mạc Hạ Vân đã thương lượng từ trước, người trên đảo muốn tính kế bắt giữ bọn họ bèn tương kế tựu kế. Giả vờ mình đã trúng mê hồn túy, bị bắt toàn bộ. Sau đó, cả đám chia quân thành ba hướng, Tiểu Chiến đi xử lý phụ nữ và dân trên đảo. Mạc Hạ Vân nghĩ cách cứu phụ nữ trong tháp Hải Thần, còn Linh Vũ thì đuổi theo ra biển, chặn đánh tất cả dân đảo đảo Văn Tình và Kim Lân vệ đang ra ngoài đi săn. Tiểu Chiến đoán không hề sai, lúc này Linh Vũ đã đuổi kịp một đoàn thuyền nhìn trông rất phổ thông. Những chiếc thuyền này hoàn toàn không mang dáng dấp của thuyền đánh cá trên đảo Văn Tình mà trông giống hệt những tàu thuyền đi biển vô cùng bình thường. Người trên thuyền cũng không mặc trang phục ngư dân của đảo Văn Tình mà chỉ mặc áo vải xanh tầm thường. Giữa đại dương mênh mông mờ mịt, đoàn thuyền này hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác. Linh Vũ và sư đệ của cô ấy không nói hai lời, xông lên thuyền chính lớn nhất, vung đao chém không chút nương tay. Đoàn thuyền lập tức rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Những con thuyền do dân đảo điều khiển muốn bỏ trốn lại bị lưới thần do Linh Vũ ném ra quây chặt, hoàn toàn không biết trốn đi đâu. Đám dân đảo trên mấy con thuyền này đều chỉ là võ giả cấp thấp chẳng khác người phàm là bao, Linh Vũ hoàn toàn không coi ra gì. Người cô ấy muốn giết chết chính là đám Kim Lân vệ trên chiến thuyền chính kia kìa. Bọn chúng đều có tu vi phân thần kỳ trở lên, thậm chí có mấy tên còn đã đạt tới độ kiếp kỳ. Chúng sử dụng ngư dân chất phác vô hại làm mồi nhử, còn Kim Lân vệ có thực lực mạnh, tính cách lại tàn nhẫn thì nấp phía sau đợi làm bọ ngựa bắt ve. Đây chính là nguyên nhân vì sao có nhiều tu sĩ rơi vào bẫy của bọn chúng như vậy. Ba người Linh Vũ thế đơn lực mỏng nhưng không hề sợ hãi. Kiếm thuật tâm pháp của Cung Thần Châu vốn đứng đầu Thiên Dực, đấy là còn chưa nói đến việc trong tay Linh Vũ có thần khí duy nhất của Cung Thần Châu, Kiếm Mặc Vũ. Mặc dù là cùng cấp bậc tu vi, đám Kim Lân vệ này còn đông người thế mạnh nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của hội Linh Vũ, cả bọn sắp sửa bị chém chết dưới lưỡi Kiếm Mặc Vũ. Lần này, Kim Lân vệ đều luống cuống, có người muốn tháo chạy, có kẻ lại lớn tiếng mắng chửi nhưng không thể nào ngăn được nhịp bước tàn sát của ba người Linh Vũ. Mãi đến lúc một tên Kim Lân vệ chợt nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ túm lấy một người phụ nữ già và một đứa bé từ trong khoang thuyền ra, đá bọn họ ngã lăn lông lốc trên mặt sàn rồi kề lưỡi đao lên cổ hai người. Dừng tay! Nếu ngươi còn không dừng lại, bọn ta sẽ giết chết bà già và đứa nhóc này, ném bọn chúng xuống biển làm mồi cho cá. Linh Vũ kiềm chế thu lại thanh kiếm đã vung ra, lạnh lùng nhìn mấy tên Kim Lân vệ đối diện.
thấy quả nhiên cô ấy không dám cử động nữa, vẻ sợ hãi hoảng hốt trên mặt tên Kim Lân vệ đã bắt bà lão và đứa trẻ biến thành diễu cợt và hống hách. Còn không mau bỏ kiếm xuống, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Thấy Linh Vũ im lặng không hành động, tên Kim Lân vệ kia vung trường đao, toan bổ xuống người bà lão và đứa bé. Gã không dùng lưỡi đao mà chỉ dùng sống đao, nhưng bà lão và đứa bé vô cùng yếu ớt, sống đao này vừa nện xuống, gương mặt họ lập tức đầm đìa máu tươi, xương cốt trên người cũng gãy mất vài đoạn, miệng hét lên những tiếng đau đớn thảm thiết. Ánh mắt Linh Vũ càng thêm lạnh lẽo u ám, hận không thể một đao chém chết tên Kim Lân vệ này. Nhưng trong tay đám Kim Lân vệ còn có cung nỏ, mũi tên tỏa ra ánh sáng xanh đang nhắm thẳng vào cổ đứa bé. Chỉ cần chúng khẽ cử động ngón tay, thằng bé sẽ lập tức về chầu trời. Cặp mắt đen tròn long lanh của thằng bé ngập tràn đau đớn, tuyệt vọng và khẩn cầu. Nó nhìn về phía Linh Vũ, lẩm nhẩm đầy khổ sở, cứu đệ, tỷ tỷ, cứu đệ với. Người phụ nữ kia kêu khóc bổ nhào lên người cháu trai, nức nở đến khàn cả giọng, đừng giết cháu ta, muốn giết thì cứ giết ta đi. Cầu xin các người tha cho cháu ta, nó còn nhỏ như vậy. Cuối cùng Linh Vũ vẫn không thể nhẫn tâm, không đành lòng nhìn hai bà cháu này bị người ta giết chết. Kiếm Mặc Vũ trong tay cô ấy buông lỏng, rơi xuống đất kêu leng keng. Mặc dù đã đoán trước được kết quả này, nhưng đám Kim Lân vệ vẫn bật cười sặc sặc, khoái trá không nói lên lời. Mấy tên Kim Lân vệ khác vốn bị hai sư huynh của cung Thần Châu lấn át đến chảy ra chóc vảy, bây giờ thấy cảnh tượng bên này, lập tức thay đổi cách thức, cũng túm mấy người phụ nữ vô tội trong khoang thuyền ra, nhao nhao đánh đập uy hiếp họ trước mặt hai vị sư huynh cung Thần Châu. Từ nhỏ, người của cung Thần Châu đã được dạy phải đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, đứng về phía chính nghĩa nên họ không thể trơ mắt nhìn những người vô tội chịu nhục nhã và đau đớn trước mặt mình. Mặc dù trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng họ chỉ có thể buông vũ khí trong tay xuống. Linh Vũ cắn răng, hung dữ nhìn chằm chằm đám Kim Lân vệ, cất giọng u ám, nếu các ngươi còn dám động đến bọn họ, nếu ngươi dám giết họ, ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ còn thê thảm hơn cái chết 100 lần. Trên mặt tên Kim Lân vệ không mảy may sợ hãi, ngược lại, gã càng cười phách lối và mỉa mai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi định cho ta nhận kết cục thê thảm như thế nào đấy. Ha ha ha. Đang cười lớn, gã đột nhiên bay lên, giơ chân đá bà lão và thằng bé kia xuống mặt biển đêm mênh mông. Linh Vũ biến sắc, vừa rồi trong lúc giằng co, bà lão đã bị đánh gãy xương tay và xương đùi, hoàn toàn không thể tự bơi được. Thằng bé kia lại chỉ khoảng 5-6 tuổi, trên người chồng chất vết thương, giờ rơi xuống biển thì làm sao sống sót được. Suy nghĩ đó chỉ kịp lóe lên trong đầu, Linh Vũ đã không chút do dự tung người bay lên, nhảy thẳng về phía bà lão và đứa trẻ vừa rơi xuống. Sau khi rơi xuống nước, bà lão chìm dần xuống đáy biển còn thằng bé vẫn không ngừng vùng vẫy, đầu nó nhấp nhô lúc chìm lúc nổi, thỉnh thoảng lại kêu cứu ầm ĩ. Đầu tiên, Linh Vũ nhảy thẳng xuống lòng biển, bơi nhanh về phía bà lão, quơ tay túm lấy tay bà ấy rồi kéo về phía bờ biển. Quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh, bà cụ đã hôn mê còn cậu bé kia vẫn đang vùng vẫy trong nước. Linh Vũ vươn tay từ xa, kéo được thằng bé lại, ôm vào lòng. Thằng bé tựa vào lòng cô, ho ra mấy ngụm máu. Hai tay nó ôm chặt lấy cổ Linh Vũ, kêu lên những tiếng suy yếu mà non nớt, cứu mạng, tỷ tỷ, cứu mạng. Linh Vũ một tay ôm thằng bé, tay kia kéo bà lão đã hôn mê nên không thể nào vỗ lưng cho nó, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an, đừng sợ, không sao rồi. Á, giọng nói êm ái của Linh Vũ đột nhiên biến thành một tiếng kêu đau đớn. Cô ấy trừng to mắt nhìn thằng bé trước mắt, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa khó tin. Thằng bé trước mặt vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ khoảng 6 tuổi. Nhưng trên mặt nó không còn vẻ ngây thơ non nớt của trẻ con nữa mà ngược lại, thấp thoáng một nụ cười vừa đắc ý vừa quỷ quyệt. Mà lúc này bên cạnh Linh Vũ, người phụ nữ được nàng một tay kéo lên từ đáy biển cũng đã mở mắt. Bà ta nở nụ cười giễu cợt, bàn tay cầm chủy thủ chậm rãi rút ra khỏi eo Linh Vũ. Máu tươi từ eo Linh Vũ tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả nước biển nhưng vì tất cả đang chìm trong bóng đêm nên không ai có thể trông rõ. Linh Vũ giật nảy mình. Muốn buông thằng bé và người phụ nữ trên tay ra nhưng lại phát hiện toàn thân không có sức lực, linh lực cạn kiệt, hoàn toàn không thể cử động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, cô ấy đã phải chịu hai đòn tấn công. Một là thằng bé đang ôm cổ cô, nó đã nhẹ nhàng cắm một cây kim châm có tẩm độc vào cổ cô. Hai là người phụ nữ cô đang kéo bên mình, bà ta dùng một cây chủy thủ đâm vào phần eo cô. Cây chủy thủ này không có độc nhưng lại có một cái tên vô cùng vang dội, Phá Linh. Người bị cây chủy thủ này đâm trúng sẽ bị hút cạn tất cả linh lực chỉ trong một thời gian ngắn. Mặc dù linh lực sẽ nhanh chóng được tích tụ lại thông qua quá trình tu luyện và hít thở,
không ảnh hưởng đến cơ thể con người, nhưng trong thời khắc chiến đấu ngàn cân treo sợi tóc, nó vẫn là một chiêu chí mạng. Một tiếng rầm lớn vang lên, Linh Vũ ướt nhẹp cả người bị ném vào khoang thuyền, máu tươi từ miệng vết thương trên bụng cô ấy tuôn ra xối xả, hòa lẫn với nước biển mặn mặn, nhuộm đỏ cả ván gỗ sàn tàu. Bên cạnh Linh Vũ còn hai sư huynh Cung Thần Châu, lúc này cũng đã bị thương nặng đến ngất đi. Linh Vũ sụi lơ nằm trên boong, chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cô ấy vô cùng hối hận vì sự sơ suất và mềm lòng của mình. Rõ ràng tình thế đang có lợi mà lại để rơi vào hoàn cảnh như thế này, lại còn có thể hại cả hai sư huynh phải bỏ mạng. Cô ấy không thể nào không hối hận và tự trách. Bên tai vang lên những tiếng nói mơ hồ mà xa xăm, là tiếng của mấy gã đàn ông kia, tràn đầy hưng phấn và giễu cợt. Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt được nữ tu độ kiếp kỳ, dâng người này lên chắc chắn đảo chủ sẽ mừng như điên, chúng ta cũng sẽ được ban thưởng rất nhiều. Nói không chừng còn có thể trở thành hộ pháp của tháp hải thần nữa. Ha ha ha, nhờ cả vào Kim thiếu gia đấy. Kim thiếu gia và Kim ma ma thực không hổ là người của Kim hộ pháp. Vừa rồi à, đàn bà chết tiệt này rất hung hăng kiêu ngạo, suýt chút nữa chúng ta đã bị tiêu diệt hết. Nhờ có Kim thiếu gia nên chúng ta mới chế ngự được cô ta. Kim thiếu gia chính là thằng bé mà ban nãy Linh Vũ đã nhảy xuống biển cứu. Nó là tâm phúc được đảo chủ Đảo Văn Tình tin cậy nhất, cũng là con trai độc nhất của Kim Đại Thành, đệ nhất hộ pháp tháp hải thần. Còn Kim ma ma là mẹ ruột của thằng bé kia, cũng từng là nữ tu vô tội bị bắt đến đảo này, chịu sự hành hạ dã man. Chỉ có điều sau nhiều năm bị dạy dỗ và tra tấn, bà ta đã dần đánh mất bản tính thật, trở nên khúng núm nịnh bợ. Sau khi bất ngờ sinh hạ Kim thiếu gia, vì địa vị và đãi ngộ thay đổi, bà ta lại nảy sinh tình cảm lệ thuộc và trung thành với Đảo Văn Tình. Bây giờ Kim thiếu gia trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng vì gã tu luyện một loại ma công nên mới trẻ như thế, chứ thực tế tuổi thật của gã đã quá 20 từ lâu. Linh Vũ căm thù đàn ông trên Đảo Văn Tình đến tận xương tủy, nhưng chưa từng đề phòng phụ nữ bị hại hoặc trẻ con ngây thơ. Nhưng không ngờ chính sự sơ suất này đã khiến cô ấy rơi vào tình cảnh như bây giờ. Kim thiếu gia bật cười sằng sặc, giọng điệu non nớt nhưng lời nói lại vô cùng hung hăng thâm độc. Đám tu sĩ này đều tự xưng là ngụy quân tử chính nghĩa, nhìn thấy phụ nữ và trẻ em chịu khổ đương nhiên muốn cứu. Bọn chúng lại kiêu căng tự tin, càng không đề phòng phụ nữ trẻ em nên hết kẻ này đến kẻ kia mới mắc mưu dễ dàng như thế. Một tên kim lân vệ khác cũng cười ha hả, Kim thiếu gia nói chí phải, chúng ta nhiều lần tấn công tu sĩ có tu vi cao hơn chúng ta. Cứ khi nào sắp thua, chỉ cần lôi phụ nữ và trẻ em trên thuyền này ra làm lá chắn là bọn chúng sẽ mất cảnh giác. Rơi vào kết cục như vậy cũng chỉ có thể trách bọn chúng đáng đời. Ai bảo chúng dối trá giả nhân giả nghĩa như vậy chứ? Chậc chậc chậc, chắc là ban đầu à nữ tu này đã dùng thủ đoạn gì đó để thay đổi dung mạo. Bây giờ nhìn lại mới thấy cô ta là một đại mỹ nhân, thực là con hàng cực phẩm. Các ngươi nói xem, cực phẩm thế này, hay là chúng ta nếm thử trước nhỉ? Chuyện này, lỡ bị đảo chủ biết thì sao? Ha ha ha, ngươi không nói ta không nói thì ai mà biết được. Và lại bây giờ đảo chủ đã có được tân nương mà ngài ấy muốn, chắc cũng không đoái hoài gì đến nữ tu này đâu. Đến lúc đó, chúng ta cứ nói con ả này đã sớm tằng tịu với sư huynh của cô ta, chỉ cần chúng ta không sử dụng phương pháp thải âm bổ dương thì ai mà phát hiện ra. Ngươi nói không sai, con ả này giết bao nhiêu người của chúng ta như thế, không cho cô ta chút bài học thì huynh đệ ta làm sao nuốt trôi cục tức này. Kim thiếu gia thấy thế nào? Giọng nam non nớt vang lên, ta không có ý kiến gì, nhưng ta muốn chơi đầu tiên. Ha 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 ha. Tiếng cười đê tiện của đám đàn ông lọt vào tai Linh Vũ, cô ấy ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, liều mạng muốn vận linh lực để tỉnh táo lại nhưng cơ thể không thể dùng được chút sức lực nào. Những giọng nói ngập tràn ác ý kia càng lúc càng gần, thậm chí còn có bàn tay lạnh lẽo trơn nhẵn tựa như da rắn độc chạm vào mặt, vào cổ cô ấy khiến dạ dày cô cuộn lên một cơn buồn nôn. Linh Vũ nhắm hai mắt, không thể làm mình tỉnh táo lại, nhưng trong con ngươi bị che khuất dưới cặp mi dày của cô ấy lại càng lúc càng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không có suy nghĩ tuyệt vọng, không có sự bi thương vì xót xa cay đắng, chỉ có sát ý mãnh liệt mạnh mẽ. Cho dù bị làm nhục thì đã sao? Cho dù rơi vào cảnh cùng quẫn như thế này thì thế nào? Chỉ cần Linh Vũ này không chết, chắc chắn cô sẽ tìm được con đường sống. Nhưng mà dù ý chí có kiên cường đến đâu cũng không thể nào che giấu được sự sợ hãi và không cam lòng đang tuôn ra từ trong cơ thể. Rõ ràng Linh Vũ không còn sức lực nhưng hai tay lại siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt, máu tươi chảy tí tách qua các kẽ ngón tay. Cô thề, rồi sẽ có ngày cô khiến tất cả đám súc sinh này phải trả giá đắt. Cô nhất định sẽ khiến đám cặn bã này sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cơ thể Linh Vũ bị khiêng lên,
đặt trên một bục cao chính giữa khoang thuyền. Mấy gã đàn ông vây quanh cô, túm lấy váy cô, xé toạc ra, để lộ ra thịt nõn nà bên trong. Tiếng cười của bọn chúng ngập tràn sung sướng, tà ác, miệng chúng há to, đỏ lòm như miệng của đám ma quỷ trong bóng đêm, có thể nuốt chừng tất thảy mọi sự hy vọng và tốt đẹp. Đột nhiên, tiếng cười của đám đàn ông này im bặt, bởi vì Kim thiếu gia vốn cũng đang cực kỳ hưng phấn lại bất ngờ mở miệng nói một câu, chờ chút, có gì đó không đúng. Mọi người nghe tiếng đồng loạt quay đầu, sau đó khiếp sợ đến trợn trừng hai mắt. Cuối cùng bọn chúng cũng đã nhận ra có chỗ nào không đúng. Bởi vì trên mặt biển rộng lớn mênh mông này, chỉ còn lại con thuyền của bọn chúng và mấy gã kim lân vệ vây quanh Linh Vũ. Tất cả tàu thuyền và những người khác đều đã biến mất, kể cả hai người sư huynh đang hôn mê của Linh Vũ và đám thú săn cùng phụ nữ trẻ con bọn chúng giấu trong khoang thuyền làm mồi nhử. Gió biến rì rào thổi tới, mang theo cảm giác ẩm ướt và mát mẻ, lẽ ra phải cực kỳ khoan khoái nhưng đám người này lại chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, hai chân vô thức run lên cầm cập. Sao lại thế này? Người đâu? Thuyền đâu? Sao chẳng thấy gì cả? Lão Lý, thuyền của các ông ở gần đây sao? Tiếng kêu của gã đàn ông rất vang dội, có thể truyền đi rất xa nhưng mặt biển tĩnh lặng vẫn im lìm như cũ, hoàn toàn không có ai đáp lời gã. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Còn không mau cút ra đây, còn không ra thì đừng trách các ông đây không khách sáo. Ha ha! Một tràng cười khinh miệt vang lên giữa hư không. Sau đó, giọng nói giễu cợt và khinh thường của thiếu niên truyền tới. Đùa à, đối phó với đám rác rưởi các ngươi mà còn cần giả thần giả quỷ sao? Các ngươi tự đề cao bản thân quá đấy. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Biển đêm đen kịt, không trăng không sao, chỉ có ngọn đèn trên thuyền sáng lập lòe, lúc mờ lúc tỏ. Đám kim lân vệ trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dần trông rõ mấy bóng người chậm rãi xuất hiện trên khoang thuyền. Ở đó có tổng cộng 3 người đứng, 1 người ngồi, vẻ mặt bọn họ rất bình thản, tựa như đã xuất hiện ở đó từ lâu. Người đứng là một thiếu niên áo xanh, một thiếu nữ lạnh lùng xinh đẹp và một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài không mấy nổi bật. Còn người duy nhất ngồi là một thanh niên mặt mũi sáng sủa nhưng sắc mặt tái nhợt, dung mạo chỉ có thể tính là bình thường, song cả người hắn lại toát lên một cảm giác vô cùng ung dung tự tại. Quân tử đoan chính, dịu dàng như ngọc chính là những từ miêu tả về khí chất của người thanh niên đó. Thiếu niên áo xanh nhìn đám kim lân vệ như nhìn những loài giòi bọ dơ bẩn nhất trong đống phân, chỉ nhìn qua một lượt đã ghét bỏ quay đầu đi, hỏi, thiếu gia, đám người này phải xử lý như thế nào ạ? Cũng dùng trận pháp đưa xuống đáy biển cho từ từ chết đuối sao? Người thanh niên ngồi kia vẫn không nói gì, trong mắt thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh đã lóe lên ngọn lửa căm ghét. Cô ấy lạnh lùng nói, thiếu gia, những kẻ này đều là cặn bã, tuyệt đối không thể để chúng chết một cách dễ dàng được. Chúng ta bắt chúng lại, đánh cho tàn phế, sau đó từ từ tra tấn đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã giết sạch tất cả người của đảo Văn Tình trên thuyền, còn những cô gái vô tội kia đều đã được cứu ra. Trong đó, có mấy thiếu nữ không phải vừa mới bị bắt mà đã bị trói, nhốt trong khoang thuyền từ lâu. Bọn họ đã trở thành đồ chơi làm ấm giường, phát tiết ham muốn cho đám kim lân vệ trên đường đi. Bọn họ vừa khóc vừa kể về cảnh ngộ của mình và sự thật như địa ngục và bi kịch về cái nơi gọi là đảo Văn Tình kia. Thiếu nữ kia là phái nữ duy nhất trong 4 người nên là người không thể nào chấp nhận được hành vi độc ác như vậy nhất. Thế nên cô ấy cũng căm thù đám súc sinh mặt người dạ thú này đến tận xương tủy. Sắc mặt thanh niên đang ngồi không có thay đổi gì, hắn cất giọng thản nhiên nhưng lại nhuốm vẻ lạnh lẽo, cứ làm theo lời Tiểu Uyển đi, tạ ơn công tử. Thiếu nữ xinh đẹp vui sướng chắp tay, sau đó quay sang nói với người đàn ông trung niên, quý thúc, chỉ là mấy tên bại hoại thôi, không cần thúc ra tay, cứ để bọn ta giải quyết là được rồi. Nói xong, cô ấy vẫy gọi thiếu niên áo xanh kia rồi nhoáng cái đã xông về phía mấy tên kim lân vệ. Mạnh miệng thật đấy. Nhưng các ngươi chỉ có 4 người, còn bọn ta là 10 mấy tu sĩ, vậy mà cũng đòi giải quyết bọn ta ư. Các huynh đệ, xông lên, bắt tên què kia lại đã. Thoạt nhìn, thiếu nữ xinh đẹp và thiếu niên áo xanh kia còn rất trẻ nhưng lại có tu vi cực kỳ cao, cả hai đều đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Bọn họ ra tay vừa gọn gàng sạch sẽ vừa tàn nhẫn. Chỉ mới đối đầu vài phút mà đã có mấy tên kim lân vệ không binh kỳ chết trong tay bọn họ. Nhưng suy cho cùng họ chỉ có 2 người, đương nhiên không thể hạ gục tất cả đám kim lân vệ chỉ trong thời gian ngắn. 4-5 người rất nhanh đã đột phá phòng tuyến, xông về phía người thanh niên ngồi trên xe lăn nhưng thiếu nữ xinh đẹp và thiếu niên áo xanh kia lại chẳng thèm bận tâm. Bọn chúng sắp sửa quăng móc sắt, bấu vào vai thanh niên, kéo hắn tới làm con tin thì đột nhiên, dưới chân 5 người này lóe lên một luồng sáng xanh rất tầm thường. Sau khi luồng sáng qua đi, 5 người tay chân run rẩy,
miệng sùi bọt mép, còn chưa chạm được vào góc áo thanh niên đã ngã xuống đất, mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn. Kim thiếu gia kia cũng nằm trong nhóm 5 người ấy, gã đã sớm nhìn ra thanh niên mới là người đứng đầu trong số 4 người nên mới muốn bắt giặc thì bắt vua trước. Thậm chí gã còn đoán được người đàn ông trung niên kia rất khó đối phó nên trong tay đã cầm sẵn độc dược đảo chủ ban cho. Nhưng gã không ngờ, đừng nói là giao đấu với người đàn ông trung niên kia hay tới gần người thanh niên ngồi xe lăn, gã chưa kịp làm gì thì toàn quân đã bị tiêu diệt hết. Kim thiếu gia có thể cảm nhận được không phải là gã trúng độc mà chỉ là bị trận pháp bên dưới trói buộc. Trận pháp đó đã trói chặt thần hồn và linh lực của bọn chúng, đồng thời quấy nát thần hồn của chúng nên bây giờ chúng mới đau đớn đến mức muốn chết. Nhưng ở Đại lục Thiên Dực có người nào có thể bố trí trận pháp chỉ trong nháy mắt? Hơn nữa, trận pháp tiện tay bày ra lại còn lợi hại như thế. Và lại người thanh niên trước mắt còn trông rất yếu đuối, trên người không hề có dao động linh lực. Hắn dựa vào đâu mà có thể dựa vào trận pháp giết chết bọn chúng mà không tốn chút sức lực nào? Đột nhiên, con ngươi Kim thiếu gia bất ngờ co rụt lại, ánh mắt gã nhìn thanh niên ngồi trên xe lăn ngập tràn hoảng sợ. Nếu như trong thiên hạ này có người có trình độ bố trí phù trận đến mức thắng cả tạo hóa của trời đất, giết người vô hình thì đó chỉ có thể là một người. Nếu như trong thiên hạ có người không hề có tu vi, cơ thể thì tàn tật nhưng lại khiến tất cả người của Đại lục Thiên Dực không thể không kiêng dè, không thể không kính sợ thì cũng chỉ có một người. Trên trái lẽ trời, dưới chống ngũ hành khiến trời cao đố kỵ mà cho bệnh tật triền miên nhưng lại có thể tay không bói quẻ bày trận pháp, cướp vận thế của trời đất. Đây là đánh giá mà người khắp thiên hạ, kể cả thần vực, dành cho người thanh niên yếu ớt kia. Toàn bộ tu sĩ chưa phi thăng thần vực của Thiên Dực, thậm chí kể cả cung chủ cung Thần Châu, cốc chủ Thiên Y Cốc và tộc trưởng các thế gia lớn cũng chưa từng có ai được kiêng dè và tán thưởng cao đến như vậy. Kim thiếu gia há hốc miệng, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn đang cuộn trào trong cơ thể, miệng rít lên một tiếng thê lương, Vân Trường nhà họ Quân. Ngươi là Quân Vân Trường? Không, sao có thể như vậy được? Tại sao ngươi lại ở đây? Trận đấu đang vào lúc nước sôi lửa bỏng, Linh Vũ vẫn hôn mê, hơn nữa thần trí càng lúc càng mơ hồ. Hẳn cô ấy đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và đau đớn, có lẽ đã rơi vào cơn ác mộng vô hạn vô biên, nhưng không biết vì sao. Cũng không biết từ khi nào, cô ấy bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ hãi lạnh giá nữa, thậm chí còn có cảm giác cả người được bao trùm trong sự ấm áp. Hàng chân mày nhíu chặt hơi giãn ra, cảm giác lạnh lẽo và bi thương trên người dần dần bị sự lệ thuộc và an tâm thay thế. Giống như một con thuyền nhỏ dập dềnh trôi nổi giữa đại dương bao la, cuối cùng cũng tìm được một bến cảng tránh gió an toàn. Sau đó, trong cơn mê man, cô ấy nghe thấy có người nhắc đến cái tên mà cô ấy cực kỳ quan tâm và sùng bái, Quân Vân Trường. Linh Vũ chưa từng thực sự chạm mặt Quân Vân Trường nhưng cô ấy đã nghiên cứu trận pháp mà Quân Vân Trường cho lưu truyền bên ngoài. Còn có mấy tờ giấy ghi chép mà hắn để lại lúc sửa trận pháp Huyễn Hải Hy Vũ cho Thiến Di. Những gì Quân Vân Trường để lại bên ngoài thực sự rất ít, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn mấy thứ ấy, trong đầu Linh Vũ lại đã có thể phác họa ra một người quân tử như ngọc như vậy. Hắn không tiện đi lại, ngồi giữa rừng trúc xanh tử tâm, tay cầm quân cờ, mặt mày sáng sủa, dường như sinh ra đã mang trong mình sự nho nhã và ung dung. Dường như dù có phải trải qua bao nhiêu khổ sở và bất công, hắn cũng chưa từng oán hận hay tuyệt vọng. Mãi đến lúc gặp Mạc Hạ Vân, cô ấy mới nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Quân Vân Trường từ viên đá hoán ảnh trong tay Mạc Hạ Vân. Linh Vũ hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn cảm thấy hình ảnh ấy còn ôn hòa dịu dàng hơn Quân tiên sinh trong cảm nhận của mình. Tiêu dao khoáng đạt, dịu dàng đoan chính, tựa như viên ngọc bích trong sáng và xinh đẹp lấp lánh nhất thế gian. Linh Vũ sùng bái một Quân tiên sinh như vậy, cô coi hắn là thần tượng, cũng hy vọng bản thân mình có thể trở thành một người cao quý tự do, không màng hơn thua như hắn. Nhưng cô ấy không biết tại sao trong thời khắc này, mình lại gặp ảo giác, nghe thấy tên Quân Vân Trường. Chẳng lẽ là quá mức nhớ nhung, quá mức sùng bái nên trước khi chết lại sinh ra ảo giác như thế ư? Ấy, thiếu gia, vị này là Linh Vũ cô nương của cung Thần Châu, sư điệt của Trịnh đại sư Trịnh Thiến, cũng là thiếu cung chủ cung Thần Châu. Thiếu gia, cô ấy hôn mê bất tỉnh là do trúng độc hay là do bị trọng thương? Giọng nam ôn hòa chậm rãi vang lên, Tiểu Uyển, ngươi cho cô ấy uống một viên thanh độc đan Mạc Hạ Vân để lại rồi đưa cô ấy vào khoang thuyền thay quần áo đi. Vâng, thiếu gia. Linh Vũ được nhét một viên đan dược vào miệng, vị thuốc mát lạnh tan ra giữa khoang miệng, chậm rãi lan khắp đan điền và kinh mạch toàn thân. Sức mạnh đè nén cô ấy từ từ bị xua tan, đan điền trống rỗng cũng bắt đầu khôi phục linh lực. Một đôi tay chạm vào vai và eo cô, muốn bế cô dậy. Linh Vũ lại bất ngờ dùng một động tác lý ngư đà đĩnh, nhảy bật dậy, chủy thủ sáng quắc trong tay kề sát lên cổ người đó.
Người bị cô ấy kề dao vào cổ là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 17, 18 tuổi. Bị tấn công bất ngờ như vậy nhưng vẻ mặt cô ấy không mảy may thay đổi, chỉ khẽ nhướng mày nói, quả nhiên đan dược của tiểu thư Mạc Hạ Vân có hiệu quả. Thiếu gia, thuộc hạ còn chưa đưa cô ấy vào, cô ấy đã tự tỉnh rồi. Linh Vũ khẽ lắc đầu, có chút không hiểu tình huống bây giờ là như thế nào. Cô chậm rãi rời mắt quan sát xung quanh, sau đó từ từ nhìn rõ thiếu niên áo xanh, người đàn ông trung niên cùng người thanh niên điềm đạm đang ngồi trên xe lăn. Leng keng, chủy thủ trong tay rơi xuống đất, Linh Vũ há to miệng, thốt lên một tiếng rất mất hình tượng, quân tiên sinh. Linh Vũ luống cuống chỉnh lại quần áo trên người mình, che đi phần da thịt lộ ra ngoài mà mặt mũi đỏ bừng. Khó khăn lắm cô ấy mới ổn định được hơi thở hỗn loạn, đè nén trái tim đang đập thình thịch kích động, hoảng loạn nói, quân tiên sinh, sao huynh lại xuất hiện ở đây? Quân Vân Trường nhìn cô ấy, kinh ngạc hỏi, cô biết ta ư? Linh Vũ khẽ gật đầu, từng thớ thịt trên người đều căng lên vì hồi hộp và căng thẳng, ta từng nhìn thấy hình ảnh của huynh ở chỗ Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân, rõ ràng Quân Vân Trường thoáng sửng sốt, sau đó hắn biến sắc hỏi lại, cô gặp Mạc Hạ Vân trên biển Vô Cực sao? Linh Vũ lại gật đầu một lần nữa, không hiểu sao tự nhiên Quân Vân Trường lại thay đổi sắc mặt như thế. Nhưng chỉ thẳng thốt một thoáng rất ngắn, Quân Vân Trường đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hơi nhíu mày hỏi tiếp, bây giờ Mạc Hạ Vân đang ở đảo Văn Tình à? Rốt cuộc các cô đã gặp chuyện gì trên đảo? Lần đầu gặp Quân Vân Trường, Linh Vũ lúng túng đến độ không biết tay chân nên để đâu, mặt đỏ tai hồng. Nói chuyện cũng lắp bắp lộn xộn, giống hệt một người hâm mộ nhỏ gặp được thần tượng mình đã sùng bái nhiều năm. Nhưng dù sao cô ấy cũng là thiếu cung chủ cung Thần Châu, nghe thấy Quân Vân Trường hỏi chính sự, cô liền từ từ bình tĩnh lại. Cô thuật lại đơn giản những chuyện đã xảy ra trên đảo Văn Tình, chuyện gặp gỡ hội Mạc Hạ Vân và cùng bọn họ vạch ra kế hoạch như thế nào. Thấy hai hàng lông mày của Quân Vân Trường hơi cau lại, cô lên tiếng trấn an, quân tiên sinh, huynh không cần lo lắng, bọn ta làm như vậy đều đã có kế hoạch từ trước. Mạc Hạ Vân cũng tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì. Và lại, Thần Tôn Đại Nhân cũng sẽ không để Mạc Hạ Vân gặp nguy hiểm đâu. Hai hàng lông mày Quân Vân Trường hơi giãn ra nhưng vẻ lo âu trong ánh mắt không hề tan đi. Hắn nhẹ nhàng nói, điều ta lo lắng không phải bất kỳ ai trên đảo Văn Tình, mà là... Hắn dừng lại, không nói tiếp, bất kể thế nào, chúng ta phải mau tới đảo Văn Tình tập hợp với hội Mạc Hạ Vân thôi. Trong tháp Hải Thần, Mạc Hạ Vân lạnh lùng nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, nghe gã sỉ nhục và mỉa mai đầy ác ý nhưng nét mặt cô lại không mảy may dao động. Cô chỉ hờ hững nói, hóa ra ngươi biết thân phận của Cơ Minh Vũ cũng như quan hệ giữa ta và huynh ấy. Nếu ngươi đã biết mọi việc nhưng vẫn dám ra tay với ta thì ta nên nói là ngươi quá to gan hay là quá ngu xuẩn đây. Người đàn ông đối diện bật cười sằng sặc, vẻ mặt gã vô cùng hống hách và khinh thường. Cơ Minh Vũ đã hạ lệnh, tu sĩ thần cấp trên đại lục Thiên Dực không được tùy ý ra tay, nếu không sẽ bị phạt nặng. Nhưng trên địa bàn của ta, biển Vô Cực này, ta có thể hô mưa gọi gió. Bao nhiêu tu sĩ bên ngoài muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhưng đến chỗ bọn ta, không phải thành nô lệ thì cũng phải tan xương nát thịt. Nếu Cơ Minh Vũ thật sự lợi hại như thế thì hắn đã ra tay với ta từ lâu rồi mới phải. Vậy mà ta vi phạm mệnh lệnh của hắn nhưng vẫn tiêu dao tự tại sống ở đây đấy thôi. Ha ha, thần tôn Minh Ngục thực sự ghê gớm như lời đồn ư. Ngươi thực sự cho rằng xích thứ ta sẽ sợ hắn sao? Mạc Hạ Vân đã xác nhận với Hàn Xuyến Nhi một lần, đảo chủ đảo Văn Tình này tên là Xích Thứ, còn là một ma tu. Cô nheo mắt, lạnh lùng nói, thực sự không sợ à? Nếu không sợ thật thì ngươi đã xuống tay từ lâu rồi chứ đâu cần cố tình sai người dụ huynh ấy đi. Ra tay với ta, ngươi không sợ huynh ấy hủy diệt hòn đảo Văn Tình này của ngươi chỉ trong một đêm ư? Xích Thứ chép miệng hai tiếng, tiến lên một bước, nhìn cô gái từ trên xuống dưới với ánh mắt xuồng xã, đã đến lúc này rồi mà còn bình tĩnh như vậy. Chỉ dựa vào sự can đảm này cũng đủ tư cách cho ta sủng hạnh một thời gian rồi đấy. Nhưng chắc ngươi cũng biết, cho dù miệng lưỡi ngươi có linh hoạt cỡ nào thì cũng chẳng kéo dài thời gian được đâu. Mạc Hạ Vân lùi về phía sau một bước, để cơ thể mình rời khỏi phạm vi cái bóng của gã đàn ông kia rồi mới nói, rốt cuộc tại sao ngươi lại bắt ta? Thật sự chỉ là muốn ta làm đồ chơi cho ngươi thôi sao? Ha ha, đảo Văn Tình dơ bẩn này có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Thiết nghĩ đảo chủ không thể nào là hạng người ngu xuẩn bị dục vọng che mờ lý trí đâu nhỉ. Xích Thứ bật cười ha ha, tiếng cười của gã chứa chan hứng thú rạc rào. Cười xong, gã mới nặng nề nhìn về phía Mạc Hạ Vân. Trong mắt gã, ngọn lửa dã tâm đang cháy hừng hực sáng quắc. Đường đường là người sở hữu mộc chi bản nguyên, có thể đi vào đến bí cảnh âm dương. Tầng thứ 9 cổ cảnh nguyên không, là người phụ nữ mà thần tôn Minh Ngục tìm trăm phương nghìn kế để giành được.
Nếu chỉ là đồ chơi làm ấm giường thì chẳng phải là quá phí phạm của trời sao? Ánh mắt Mạc Hạ Vân khẽ run lên, cô u ám nói, quả nhiên ngươi biết trên người ta có mộc chi bản nguyên, còn biết ta đã tiến vào tầng thứ 9 cổ cảnh nguyên không? Ta thật sự rất tò mò, sao ngươi lại biết chuyện này? Dù sao đây cũng là vùng cực đông của biển vô cực, với tu vi của Cơ Minh Vũ, muốn phi hành tới Thanh Vân giới cũng phải mất mấy ngày. Hơn nữa ngươi vẫn là tu sĩ thần cấp, nếu tiến vào phạm vi 37 giới thì chắc chắn sẽ bị thuộc hạ của Cơ Minh Vũ phát hiện. Vậy thì xin hỏi, ngươi luôn ở biển vô cực, tại sao lại biết ta? Và tại sao lại biết trên người ta có mộc chi bản nguyên? Giọng Mạc Hạ Vân càng lúc càng chậm rãi, cặp mắt phượng câu hồn đoạt phách của cô lóe lên ánh sáng u ám, khiến cả gương mặt cô trở nên thần bí mà mê hoặc, ngay cả thuật che mắt mà Cơ Minh Vũ bố trí cũng không thể che nổi. Hay là ta đổi cách hỏi khác? Rốt cuộc ngươi và Đại Tư Tế Thần Vực, tên vệ tôn cường nắm trong tay ma giới, quấy nhiễu nhân giới đến trời long đất lở kia có quan hệ gì? Ngươi bắt ta tới đây, muốn cướp mộc chi bản nguyên trên người ta là do hắn ta ra lệnh sao? Con ngươi Xích Thứ hơi co lại, nụ cười trên mặt gã tắt ngấm. Lần đầu tiên, ánh mắt gã nhìn Mạc Hạ Vân mang theo vẻ nghiêm túc và kiêng dè. Vệ tôn cường, mặc dù Xích Thứ luôn cảm thấy mình lộng hành ngang ngược, không có bất cứ ai có thể trói buộc gã, nhưng lúc nghe thấy cái tên này, cơ thể gã vẫn co rúm lại theo bản năng. Cảm giác sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy sôi trào rồi tụ lại nơi đáy mắt, dường như muốn nuốt chửng lấy gã. Xích Thứ lập tức lắc đầu như thể muốn xua tan cảm giác sợ hãi này đi. Trên mặt gã khôi phục lại vẻ hống hách và ngang tàng một lần nữa, gã lắc đầu thở dài. Thực không hổ là người phụ nữ cả ma chủ và Cơ Minh Vũ đều ưng ý. Trực giác và độ nhạy bén đáng sợ của ngươi khiến ta cảm thấy sợ đấy. Nhưng mà phụ nữ quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Ha ha, nếu thật sự quá thông minh, ta cũng không dám giữ lại bên mình. Khéo khi đành phải cướp mộc chi bản nguyên trước rồi biến ngươi trở thành một con rối xinh đẹp, như thế ngươi mới yên phận ở lại bên cạnh ta. Mạc Hạ Vân hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của Xích Thứ. Cô nheo mắt, che giấu vẻ khiếp sợ trong mắt, chậm rãi cất giọng bình tĩnh. Ma chủ, người ngươi nói chính là Vệ Tôn Cường. Tại sao ngươi lại nói ta là người phụ nữ mà ma chủ ưng ý? Bây giờ Vệ Tôn Cường đang ở đâu? Xích Thứ khẽ bật cười. Ha ha, nếu ma chủ đại nhân đã là ma chủ thì kẻ làm thuộc hạ như ta sao có thể biết được hành tung của ngài ấy? Không, ngươi biết. Mạc Hạ Vân đột nhiên lạnh lùng ngắt lời gã. Hơn nữa, Vệ Tôn Cường đang ở ngay vùng biển đông biển vô cực này. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Nụ cười của Xích Thứ đột ngột tắt ngấm, ánh mắt gã lóe lên hung tợn. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn ta? Ha ha, chỉ là một con ả đê tiện sắp chết đến nơi mà còn dám dò la hành tung của ma chủ. Cho dù ngươi biết thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ma chủ coi ngươi là một món đồ chơi quan trọng? Chẳng qua là ngài ấy chỉ muốn mộc chi bản nguyên trên người ngươi thôi. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vuốt phẳng quần áo trên người vừa bị gió thổi nhăn nhúm, chậm rãi nói, xem ra chỉ hỏi ngươi bình thường như vậy thì ngươi sẽ không chịu nói gì hết. Vừa hay, ta cũng hết kiên nhẫn rồi. Giọng cô dịu dàng dễ nghe, ban đầu lọt vào tai trong trẻo như tiếng chim, nhưng dần dần âm thanh tự nhiên ấy lại mang theo sát ý lạnh lẽo, một nơi hình thành bởi máu tanh và tội ác như Đảo Văn Tình vốn không nên tồn tại, mà loại bại hoại cặn bã như ngươi càng phải chết không có chỗ chôn. Trước kia Cơ Minh Vũ không phát hiện ra ngươi, để ngươi sống được đến bây giờ là sai lầm của huynh ấy. Nhưng ngươi nghĩ huynh ấy sẽ tiếp tục phạm phải một sai lầm giống như cũ sao? Rõ ràng thiếu nữ trước mặt nhỏ nhắn yếu đuối, dường như không hề có sức uy hiếp, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt qua, Xích Thứ lại cảm thấy lồng ngực căng lên, có cảm giác sợ hãi như thể sẽ bị băm vằm thành nghìn mảnh bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác sợ hãi đó chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi lập tức tan đi, biến thành thẹn quá hóa giận. Xích Thứ hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Hạ Vân, sau đó khẽ bật cười, tiếng cười ngập tràn mỉa mai. Ngươi nói nhiều như vậy để kéo dài thời gian, chính là hy vọng Cơ Minh Vũ có thể kịp quay về cứu ngươi phải không? Ha ha, ta khuyên ngươi đừng có mơ mộng nữa. Bây giờ Cơ Minh Vũ đã bị con rối thần cấp dẫn đi, bị nhốt trong đại trận mê hoặc của ta trên đảo Văn Tình. Tu sĩ thần cấp cũng phải mất mấy tháng mới có thể phá được đại trận đó. Cơ Minh Vũ có lợi hại giỏi giang đến đâu cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới phá được đại trận. Mà những người bên cạnh ngươi cũng đã bị thuộc hạ của ta xử lý. Trong tòa tháp này, ngươi có thể nói là tứ cố vô thân, sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Đương nhiên, chờ ta chơi chán ngươi rồi moi lấy mộc chi bản nguyên trong cơ thể ngươi, ta sẽ không ngại để ngươi lại đây, trả lại cho Cơ Minh Vũ vừa xông ra khỏi trận pháp. Còn đảo Văn Tình này ấy à, muốn hủy thì cứ hủy đi, chờ ta rời khỏi thiên dực, đi tới đại lục khác, ta ắt sẽ dựng lên vô số hòn đảo khác như thế này.
Một khi ta rời khỏi Thiên Dực, dù Cơ Minh Vũ có giỏi đến đâu cũng làm gì được ta. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta chà đạp ngươi, hận đến phát điên nhưng không làm gì được. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng được ở lại Thiên Dực để ngắm nhìn dáng vẻ thê thảm của hắn. Ha 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 ha. Không biết có phải vì đã lâu không được nói chuyện với người cùng đẳng cấp hay không mà Xích Thiếu nói rất nhiều, hơn nữa càng nói càng điên cuồng. Thậm chí hai mắt gã còn đỏ quạch dữ tợn vì ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp. Mạc Hạ Vân nghe gã nói nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt cô đều cực kỳ bình tĩnh. Mãi đến khi Xích Thiếu không nhịn được nữa, cười lớn tiến về phía cô mới chậm rãi cất giọng nhẹ nhàng. Xin lỗi, ta biết huynh đã nhẫn nhịn đến cực hạn, chuyện tiếp theo giao cho huynh nhé. Tên này huynh cứ thoải mái xử lý, giữ lại nửa cái mạng chó của gã là đủ rồi. Xích Thứ phi cười, vẻ mặt đầy giễu cợt, chết đến nơi rồi mà ngươi còn nói mê nói sảng cái gì đấy. Ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Muốn giết ta à? Chỉ bằng thân xác phàm tục yếu ớt, không có linh lực này của ngươi sao? Ngươi sai rồi, ngươi muốn giết ngươi không phải là nàng ấy, mà là ta. Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo đột ngột vang lên ngay sau lưng Xích Thứ. Giọng nói này lạnh lùng mà bình tĩnh, tựa như mặt nước lặng không mảy may lăn tăn gợn sóng. Cũng không biết tại sao, Xích Thứ lại đột nhiên cảm thấy một cơn gai người chạy dọc sống lưng khiến hai chân gã bắt đầu va vào nhau lập cập, lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên. Cơ thể gã cứng đờ như đã biến thành tượng đá. Dần dần, gã thử nhích bước chân, quay lại nhìn về phía sau. Mặc dù lúc nghe thấy tiếng nói, cảm nhận được áp lực như vực sâu biển lớn kia, gã đã đoán ra được người đến là ai nhưng gã vẫn không dám tin. Mãi đến khi đối diện với dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú vô song của người đàn ông kia, đồng tử Xích Thứ mới co lại, trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Sao? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi đã bị con rối thần cấp của ta dụ tới đại trận rồi ư? Sắc mặt Cơ Minh Vũ vô cùng bình tĩnh, cặp mắt đen nhánh sáng ngời của hắn hơi ánh đỏ, lại sâu thăm thẳm, không nhìn ra tâm trạng gì. Đồng thời, trong ánh mắt hắn cũng có sát ý điên cuồng như gió bão chuẩn bị ập đến. Dù đã cố kìm nén nhưng vẫn như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn chậm rãi cong khóe miệng thành một nụ cười u ám, khẽ cất giọng, vừa rồi ngươi nói muốn ai trở thành đồ chơi của ngươi, muốn chà đạp ai rồi ném cho ta cơ. Hay là bây giờ ngươi lặp lại một lần nữa trước mặt ta đi. Cơ, Minh Vũ, thần tôn Minh Ngục, hai chân Xích Thứ hơi loạng choạng, ánh mắt gã ngập tràn hoảng hốt. Đột nhiên, cơ thể gã lóe lên một cái, không chút nghĩ ngợi biến thành một làn khói xanh, toàn bỏ trốn. Nhưng thân hình gã vừa biến mất trong không khí, kiếm hiên viên trong tay Cơ Minh Vũ đã chém ra một nhát vào giữa không trung. Từ hư không lập tức vang lên tiếng gào thét của Xích Thứ, máu tươi bắn ra khắp nơi. Ngay sau đó, Xích Thứ ngã lộn nhào từ trên cao xuống, mặt mũi xám ngoét như tro, ánh mắt đong đầy kinh hãi và khiếp sợ. Kiếm hiên viên trong tay Cơ Minh Vũ dốc ngược xuống đất, hắn bước gần về phía Xích Thứ. Vệ Tôn Cường đúng là càng sống càng thụt lùi. Không ngờ thuộc hạ của hắn ta lại có một tên rác rưởi đê hèn như ngươi. Rõ ràng là những lời giễu cợt mỉa mai nhưng giọng hắn vẫn cực kỳ lạnh lùng, ngập tràn sát ý. Xích Thứ bò lồm ngồm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào ra tia máu. Hai tay gã chống xuống đất, nhích dần ra phía ngoài. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta ma chủ sẽ biết. Ngài ấy ở biển vô cực, ma chủ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cơ Minh Vũ lạnh lùng nói. Đúng là vừa rồi ta đã nói sai, ta không thể giết ngươi. Xích Thứ nở nụ cười, đáy mắt lóe lên niềm vui sướng và hy vọng sống sót. Quả nhiên thần tôn Minh Ngục vẫn sợ chủ nhân, như vậy là gã được cứu rồi. Nhưng câu tiếp theo của Cơ Minh Vũ lại trực tiếp đẩy gã vào địa ngục, giết ngươi là giúp ngươi giải thoát một cách thoải mái. Sao ta có thể đồng ý chuyện như thế được? Vậy nên, ít nhất trong mấy canh giờ tiếp theo, ta sẽ không giết ngươi mà phải cho ngươi sống không bằng chết trong địa ngục nhân gian. Như thế mới có thể tán thưởng và giúp ngươi đạt được mục đích khi dám dũng cảm khiêu khích ta, đúng không nào? Xích Thứ đột ngột trừng to mắt, đáy mắt ngập tràn tuyệt vọng. Gã há miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Không hiểu sao vào giờ khắc này, trong đầu gã lại hiện ra hình ảnh những nữ tu kia cầu xin, khóc lóc, sợ hãi và tuyệt vọng. Khi đó, Xích Thứ nghe tiếng khóc, tiếng kêu cứu, rên rỉ của bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhìn bọn họ quỳ xuống trước mặt mình, khẩn khoản van nài, bị đám thôn dân xấu xí kia tùy ý chà đạp, ngã từ thần đàn trên cao xuống địa ngục, biến thành con kiến không thể làm chủ được sống chết của bản thân, gã lại cảm thấy cực kỳ phấn khích. Nhưng dù thế nào, gã cũng không ngờ có một ngày, bản thân gã cũng trở thành đối tượng tra tấn của người khác, trở thành con kiến khóc lóc van xin, phủ phục dưới đất kêu rên như loài chó hoang ấy.
Trên một hòn đảo không người nào đó ngoài biển Vô Cực có một sơn động nằm sâu trong rừng. Có ma thú hung mãnh tìm được sơn động này, coi đây là cứ điểm xây dựng hang ổ của mình. Đêm khuya hôm đó, thú dữ đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên từ sâu trong sơn động phát ra một tiếng động rất lớn. Hung thú trong động choàng tỉnh, cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, gầm gừ đe dọa. Nhưng nó còn chưa kịp đứng lên đi về phía đó, một luồng khí cực kỳ dữ tợn và sắc bén đã lao ra như lưỡi kiếm, đâm xuyên qua ngực con hung thú. Con thú tỏ ra vô cùng đau đớn, sau đó, cả người nó nổ tung, nát bấy, máu thịt bắn ra khắp nơi. Từ sâu bên trong, một bóng người lảo đảo bước ra, đi ra khỏi sơn động. Đêm nay không trăng không sao nhưng chân trời đã le lói ánh sáng bàng bạc. Ánh sáng rơi xuống mặt gã, chiếu rọi một gương mặt méo mó vặn vẹo, trắng bệch nhưng be bét máu. Đó chính là Xích Thứu, đảo chủ đảo Văn Tình. Xích Thứu cắn răng vận chuyển linh lực trên người, lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn lại ma khí. Nhưng với chút ma khí này, thực lực của gã cùng lắm cũng chỉ có thể xem như ma tướng cảnh, tương đương với đại thừa kỳ của con người. Trước đây gã có thể chất đặc biệt hiếm có, song tu linh ma, thực lực chân chính đã vượt qua thần cấp từ lâu. Trong số mấy tâm phúc của ma chủ, gã là kẻ số 1 số 2. Nhưng bây giờ, cảnh giới của gã lại tụt nhiều như vậy, mà tất thảy đều do Cơ Minh Vũ và Mạc Hạ Vân hãm hại. Cứ nghĩ đến việc bản thể của mình bị tra tấn ở đảo Văn Tình, cả người Xích Thứu lại run lên bần bật, ánh mắt gã lóe lên vẻ sợ hãi và căm hận. Việc đó quả thực quá đau đớn và đáng sợ hơn bị đày vào địa ngục. Thế nên đến cuối cùng, gã thật sự không thể chịu đựng được nữa, chỉ đành phải chọn cách tự nổ tung nguyên thần và thân thể. Xích Thứu chậm rãi lau đi vết máu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Cơ Minh Vũ, Mạc Hạ Vân, các ngươi tưởng rằng ta chết rồi phải không? Ha ha, các ngươi đâu có biết phương pháp phân thân của tầng cao ma tộc bọn ta, các ngươi kiêu ngạo, ngông cuồng lắm phải không? Ta lại muốn biết nếu các ngươi đối đầu với ma chủ, nếu bị ma chủ âm thầm tính kế hãm hại thì các ngươi còn kiêu ngạo như thế nào được nữa? Trường bào màu đỏ thẫm bị xé rách, quần áo trên người Xích Thứu đã biến thành một bộ áo lông màu xanh thẫm bình thường. Gã híp hai mắt, đáy mắt đong đầy vẻ tàn nhẫn và toan tính. Nhưng ngay sau đó, nhớ tới người mình sắp phải đi gặp, trong lòng gã lại sinh ra một cảm giác sợ hãi đã thấm sâu vào xương cốt. Xích Thứu hít sâu một hơi, mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gã đột ngột giơ tay rạch lên người mình mấy vết thương rồi mới phóng người bay lên, hóa thành một làn khói nhẹ bay về phía vùng biển đông. Chỉ một lát sau, gã đã dừng lại trên một hòn đảo cỡ trung có mây tía lượn quanh. Gã vận chuyển thần thức cảm nhận một hồi rồi lập tức xông thẳng xuống bên dưới. Ma chủ, thuộc hạ Xích Thứu cầu kiến. Xích Thứu cất giọng run rẩy, gào to trước kết giới. Bên trong không có bất cứ tiếng động gì nhưng kết giới lại hé ra một lỗ hổng. Xích Thứu vội vàng lảo đảo xông vào, mới đi được mấy bước đã nhìn thấy người đàn ông khiến gã sợ hãi cả đời, nhưng cũng hâm mộ và đố kỵ cả đời. Trên đảo được bố trí trận pháp tụ linh, trăm hoa đua nở, non xanh nước biếc, khói tiên bảng lảng, cảnh sắc còn đẹp đẽ, tráng lệ hơn cả đảo Văn Tình. Thế nhưng đứng trước người đàn ông áo đỏ này, dường như cảnh tượng say lòng người như thế cũng trở nên nhạt nhòa, tầm thường không đáng nhắc tới. Ánh nắng ban mai rừng trên người người đó, áo đỏ như lửa, tóc đen như thác, gương mặt kiều diễm mị hoặc như mang nét câu hồn đoạt phách trời sinh, có thể khiến tất cả sinh vật có trí tuệ trên đời này phải say mê, chìm đắm. Nhưng rõ ràng là thanh niên nhìn yếu đuối, nhỏ nhắn như thế nhưng trong tay lại nắm giữ sức mạnh có thể hủy diệt tất thảy. Y có thể đùa bỡn tất cả mọi người trên thế gian trong lòng bàn tay mình. Y mạnh đến mức có thể dẫm đạp tất cả tu sĩ mạnh mẽ dưới chân, muốn trêu đùa thì trêu đùa, muốn tra tấn thì tra tấn. Đương nhiên, người áo đỏ này chính là Vệ Tôn Cường. Xích Thứu cụp mắt, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm. Gã hy vọng biết bao mình mới là người đứng ở vị trí cao nhất kia. Gã hy vọng mình có thể thay thế người đàn ông này, trở thành ma chủ cao cao tại thượng. Thế nên, ở một nơi người này không nhìn thấy, gã mới len lén mặc áo đỏ, thành lập đảo Văn Tình. Trên đảo Văn Tình, gã chính là Hải Thần, là thần linh nắm giữ quyền sinh quyền sát của tất cả mọi người. Khoái cảm được tùy ý chi phối kẻ khác khiến gã vô cùng đê mê, thậm chí còn bắt đầu hống hách tự cao. Đến mức gã còn cho rằng mình có thể chiến thắng Cơ Minh Vũ, có thể thay thế người đàn ông này. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nói trầm thấp trong trẻo của người đàn ông vang lên khiến Xích Thứu chợt hoàn hồn, gã lạnh cả người, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng mà Xích Thứu nhanh chóng nhận ra Vệ Tôn Cường không phải đang hỏi mình mà là hỏi một người đàn ông trung niên mặc áo tím đứng không xa trước mặt gã. Mà bấy giờ, trên hòn đảo xa hoa lộng lẫy này, tất cả mọi người đều đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
cỏ cây hoa lá xung quanh còn dính đầy vết máu chưa khô. Đây là tác phẩm của ma chủ ư? Vệ Tôn Cường cong khóe miệng thành nụ cười nhàn nhạt, song đôi mắt y lại cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ tính kiên nhẫn của ta không tốt lắm đâu. Nếu ngươi vẫn không muốn đồng ý thì thôi. Trong lúc nói chuyện, sợi tơ năng lượng màu đỏ đột nhiên bay vụt ra từ lòng bàn tay y, tỏa ra khắp nơi, chẳng chịt như mạng nhện. Những tia năng lượng màu đỏ này xuyên qua kết giới, chậm rãi bao trùm lấy cả hòn đảo. Người đàn ông áo tím đối diện đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Vệ Tôn Cường như đang nhìn một kẻ điên, có kinh hãi, cũng có khiếp sợ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn hủy diệt cả hòn đảo này à? Ngươi có biết trên đảo này có bao nhiêu sinh linh vô tội không? Thế thì liên quan gì đến ta? Vệ Tôn Cường nói bâng quơ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt người đàn ông áo tím kia thoạt trắng thoạt xanh, cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, ánh mắt ngập tràn đau đớn và đấu tranh. Cuối cùng, người đó vẫn chậm rãi nhắm mắt, cất giọng khàn đặc, ta đồng ý với ngươi. Vệ Tôn Cường khẽ cười, tia năng lượng đỏ trong tay bất ngờ thu lại. Y nhẹ nhàng vung tay lên, thân hình người đàn ông áo tím kia lập tức biến mất tăm. Mãi đến khi giải quyết xong chuyện này, ánh mắt Vệ Tôn Cường mới dừng lại trên người Xích Thứ. Y cất giọng thờ ơ nhưng lại mang ý cợt nhả, đúng là thê thảm. Xích Thứ rùng mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, ma chủ, cầu xin ngài làm chủ cho thuộc hạ. Người đã thương thuộc hạ là Cơ Minh Vũ. Hắn cùng Mạc Hạ Vân tới biển Vô Cực, còn lên đảo Văn Tình, mặc sức làm càn trên hòn đảo của thuộc hạ. Bọn chúng thừa biết thuộc hạ là thuộc hạ tâm phúc của ngài nhưng vẫn ra tay giết thuộc hạ. Nếu thuộc hạ không có phương pháp phân thân giữ mạng thì chắc giờ đã không được gặp lại ma chủ. Vệ Tôn Cường chắp tay sau lưng, im lặng nghe gã trình bày. Sau khi gã nói xong, y mới chậm rãi lên tiếng, ngươi gặp Mạc Hạ Vân ư? Đúng vậy, ma chủ. Giọng Xích Thứ bất giác càng run rẩy hơn, cô ta đi cùng Cơ Minh Vũ, thậm chí trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Đôi gian phu dâm phụ này lại không biết xấu hổ như thế, thuộc hạ không chấp nhận nổi nên mới muốn dạy dỗ chúng một chút, không ngờ lại. Vệ Tôn Cường ngắt lời gã, giọng nói ôn hòa mà bình tĩnh, ngươi bắt rồi làm gì cô ấy? Có lẽ ta nên hỏi ngươi muốn làm gì cô ấy? Rõ ràng giọng người đàn ông rất nhã nhặn, thậm chí dưới ánh nắng sớm, còn có vẻ dịu dàng êm ái. Nhưng không hiểu sao Xích Thứ lại thấy một cơn ớn lạnh truyền tới từ hai đầu gối đang quỳ trên mặt đất, khiến hai hàm răng gã va vào nhau lập cập, tiếng nói cũng trở nên lắp bắp, thuộc hạ không, ma chủ, thuộc hạ. Vệ Tôn Cường lại khẽ bật cười, cặp mắt đào hoa của y long lanh như muốn hút lấy hồn người, thật đáng tiếc, cho dù ngươi có trả lời, ta cũng sẽ không tin. Thế nên hay là để ta tự xem nhỉ? Vừa dứt lời, tia năng lượng đỏ đã lập tức tỏa ra, chui thẳng vào đầu Xích Thứ. Xích Thứ hoảng sợ trừng to mắt, hét lớn, ma chủ, thuộc hạ là tâm phúc của ngài mà, sao ngài có thể đối xử với thuộc hạ như vậy? Con tiện nhân Mạc Hạ Vân kia đã phản bội ngài, à ta dính chặt lấy Cơ Minh Vũ như Sam, sao ngài có thể giết ta chỉ vì một con đàn bà đê tiện như thế? Ngài làm vậy bảo người khác tâm phục kiểu gì? Ánh mắt Vệ Tôn Cường u ám song giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như không, thứ nhất, ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn, không phải tâm phúc của ta. Nếu không phải ngu xuẩn, sao ngươi lại không biết nếu Cơ Minh Vũ muốn giết ngươi thật thì dù ngươi có một vạn phân thân, hắn cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Ngươi có thể sống sót, có thể tìm đến chỗ ta là vì hắn muốn thông qua ngươi để tìm hiểu về ta. Hai mắt Xích Thứ trợn to, gã buột miệng thốt lên, không đời nào. Thứ hai, trước giờ ta làm việc đều không cần kẻ khác phải tâm phục. Thứ ba, Vệ Tôn Cường giơ tay đón lấy một cánh hoa vừa lơ lửng rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mới lại cất giọng êm ái. Chuyện ngươi làm sai nhất chính là ngươi muốn vấy bẩn nàng ấy. Đó là người mà y dùng mọi cách để kiềm chế, không dám động vào, không dám đối mặt, không dám tùy ý cướp đoạt. Sao y có thể cho phép bất cứ kẻ nào trên đời này chạm vào người đó? Không một kẻ nào được phép làm điều đó. A, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng mãi trên đảo một lúc lâu. Một phần thần hồn bị tia năng lượng đỏ kéo đến trước mặt Vệ Tôn Cường. Y vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra chạm vào mảnh thần hồn kia. Từng cảnh tượng mơ hồ mà mê ly xuất hiện ở nơi sâu xa trong thức hải y. Vệ Tôn Cường hít sâu một hơi, cặp mi dài của y hơi cụp xuống, che khuất sát khí lạnh lẽo u ám đến gai người trong đáy mắt. Trong điện hải thần trên đảo Văn Tình, lửa u minh trong tay Cơ Minh Vũ hơi thu lại, khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Thấy vẻ mặt hắn có chút khác lạ, Mạc Hạ Vân tò mò hỏi, sao thế? Không có gì. Cơ Minh Vũ ôm cô vào lòng, hơi nhíu mày nói, sau này không được lấy sự an toàn của bản thân ra mạo hiểm nữa đâu đấy. Mạc Hạ Vân rúc vào lòng hắn, khẽ cười,
vì biết có huynh ở bên cạnh, chắc chắn huynh sẽ không để ta bị thương nên ta mới tương kế tựu kế, để tên xích thứ kia bắt đi mà. Ta tiếc mạng mình lắm, ta không lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm đâu. Giọng nói êm ái của cô ngập tràn vẻ nũng nịu và tin tưởng khiến ánh mắt vốn u ám lạnh lùng của Cơ Minh Vũ cũng thoáng mềm mại hẳn đi. Mạc Hạ Vân phóng mắt nhìn xuống bên dưới tháp hải thần đen kịt. Cầu thang uốn lượn dẫn xuống bên dưới, nhìn từ trên xuống lại giống như một vòng xoáy nước khổng lồ trực chờ nuốt chửng con người. Mà nơi này cũng thực sự là một nơi ăn thịt người, vừa tanh máu, vừa khiến người khác buồn nôn. Cơ Minh Vũ, chúng ta hủy diệt tháp hải thần này đi. Được. Mạc Hạ Vân nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, Cơ Minh Vũ trả lời càng thản nhiên hờ hững, dường như hai người đang nói đến một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt, không đáng quan tâm. Trên đảo Văn Tình, lúc này, đám ngư dân bản xứ kia đều đã bị trói chặt, ném ngổn ngang trên mặt đất. Bây giờ, những gương mặt thường ngày luôn nở nụ cười thuần hậu chất phác đều trở nên dữ tợn và vặn vẹo, miệng thì điên cuồng chửi mắng. Cách đó không xa, những cô gái xinh đẹp đứng run bần bật trong gió biển. Vợ của đám ngư dân nhìn chồng mình bị trói chặt mà không khỏi hoang mang sợ hãi. À đàn bà thối tha, còn đứng đó làm gì, ngứa đòn phải không? Còn không mau lại đây cởi trói cho bọn ông. Các ngươi đừng có kiêu ngạo đắc ý, hải thần đại nhân sẽ nhanh chóng biết hết mọi việc thôi, ngài ấy sẽ đến cứu bọn ta. Đến lúc đó, các ngươi đừng kẻ nào hòng thoát được. Tiện nhân, ngươi còn không cởi trói cho ta, đến tối ta sẽ giết ngươi đấy. À đàn bà lẳng lơ dâm đãng này, có phải ngươi đã muốn chạy trốn từ lâu không? Loại cặn bã như ngươi là phải bỏ vào lồng heo, không được chết tử tế. Ngày mai ta sẽ giao ngươi cho hải thần vệ, bảo bọn họ treo các ngươi lên tháp hải thần, phơi thành xác khô. Đám đàn ông chửi rủa rất dữ dội, câu sau độc địa hơn câu trước. Bọn chúng vẫn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, không hề có chút sợ hãi hay lương tâm nào. Bọn chúng tin chắc rằng hải thần đại nhân của mình, đảo chủ của mình nhất định sẽ đến cứu mình. Nghe những lời uy hiếp ác độc đó, hầu hết phụ nữ đều run bần bật, khóc lóc co rúm lại với nhau. Thậm chí còn có người hoảng loạn định đi cứu chồng, cứu con mình. Không phải xuất phát từ tình cảm mà là xuất phát từ sự thần phục và sợ hãi đã sớm thành thói quen, khắc sâu vào xương tủy. Nhưng cũng có vài người, trong mắt họ vẫn còn lấp lánh ánh lửa le lói. Nghe những lời uy hiếp và sỉ nhục của đám đàn ông, ánh lửa ấy chậm rãi cháy lan ra đồng cỏ, biến thành ngọn lửa cháy rừng rực. Tiểu Chiến đột ngột lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi thật sự đã quên mình từng là những tu sĩ, võ giả tự do tự tại như thế nào, từng có quá khứ huy hoàng cùng lòng tự tôn, kiêu hãnh ra sao ư? Cho dù các ngươi không thể trở lại như trước nhưng chẳng lẽ các ngươi không muốn tự do, không muốn được sống như những người bình thường sao? Đám phụ nữ lập tức quay sang nhìn cậu, có người ngơ ngác mờ mịt, lại có người sáng rực hai mắt. Thanh Long bên cạnh chỉ lạnh lùng nói một câu, từ nay về sau, đám người này, kể cả hòn đảo này đã không thể giam cầm, làm tổn thương các ngươi được nữa. Nhưng đi hay ở thì các ngươi phải tự mình lựa chọn. Đột nhiên, có một người phụ nữ khoảng trên dưới 30 tuổi, trông cực kỳ xinh đẹp cúi người nhặt một hòn đá lên, hung hăng ném về phía một gã đàn ông đang bị trói. Xúc sinh, ngươi không được chết tử tế đâu. Ta nguyền rủa ngươi đến chết không được siêu sinh, bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Hành động này của người phụ nữ tựa như một ngọn đuốc mồi khiến lửa giận và oán hận sớm đã tắt lụi trong lòng những người phụ nữ trên đảo Văn Tình bị châm lên một lần nữa. Bọn họ người này nối tiếp người kia, cùng nhặt đá ném về phía đám đàn ông trên đảo. Họ vừa khóc vừa ném, vừa khóc vừa mắng, dường như đang trút hết nỗi uất ức và tuyệt vọng đã tích lũy bao năm qua. Ta phải giết ngươi, giết ngươi. Cũng có người nhặt đao kiếm rơi trên mặt đất, dữ tợn chém về phía tay chân lũ đàn ông kia. Người đàn ông đau đớn gào khóc, không ngừng mắng mỏ, gương mặt vặn vẹo hung tợn. Được lắm, các ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu mà dám ra tay với bọn ta. Á á á, đợi ta thoát khỏi trói buộc rồi ta nhất định sẽ chặt đứt tứ chi, lột da, rút gân ngươi ra. Các ngươi đợi đó, hải thần đại nhân sẽ nhanh chóng đến đây cứu bọn ta thôi. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đột nhiên hướng bờ biển vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngọn tháp hải thần cao quý kia đang sụp đổ. Cát bụi tung bay mù mịt trong không trung, dưới phản xạ từ ánh mặt trời rực rỡ chói mắt vô cùng. Giống như là sự sụp đổ của một vương triều, sự ra đời của một cuộc sống mới. Á, tháp hải thần! Sao tháp hải thần lại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hải thần đại nhân đâu? Tại sao còn chưa đến cứu chúng ta? Chỉ có Thanh Long, Tiểu Chiến và Hắc Long là bình thản như không, hoàn toàn chẳng bất ngờ với kết cục ấy. Thế nhưng, ánh mắt bọn họ chứa đầy ý cười. Đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh Cơ Minh Vũ và Mạc Hạ Vân tay áo bay bay, sóng vai nhau bay tới. Tỷ tỷ, tỷ
Tiểu Chiến vui vẻ nhào vào trong lòng Mạc Hạ Vân, tỷ không sao chứ? Mạc Hạ Vân xoa đầu cậu, mỉm cười không đáp. Tiểu Chiến nhìn Cơ Minh Vũ ở bên cạnh, lập tức tiếp lời, tất nhiên là tỷ tỷ không sao rồi, dù sao cũng có tỷ phu ở bên cạnh bảo vệ cho mà. Tỷ phu, huynh đã giết chết tên hải thần ghê tởm phải đó không? Cơ Minh Vũ thản nhiên gật đầu. Thanh Long tiến lên trước một bước, chủ nhân, tiểu thư, hai người bình yên quay về thật là tốt quá. Linh Vũ vẫn chưa quay lại sao? Vẫn chưa, nhưng mà cô ấy đã gửi tin tức về bảo là mọi chuyện thuận lợi, sẽ quay về ngay. Mạc Hạ Vân nhìn về phía những cô gái và mấy tên đàn ông đang bị trói lại kia. Sau khi nghe thấy tin tức hải thần đại nhân đã bị diệt trừ, đám đàn ông đờ đẫn hết cả ra. Bọn chúng không muốn tin vào sự thật đó, nhưng chuyện tháp hải thần sụp đổ, Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ quay về không chút thương tích đều đang khẳng định về sự thật ấy với bọn chúng. Đến tận giờ phút này, cuối cùng bọn chúng mới bắt đầu sợ hãi, bắt đầu run rẩy, ánh mắt bắt đầu lộ ra sự van xin hèn mọn và nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Trong đám đàn ông, vẫn còn vài đứa trẻ trông vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng khi nãy, những đứa trẻ ấy cũng mắng mỏ sỉ nhục mẹ của chính mình, thậm chí còn hung tàn, kiêu căng hơn cả cha chúng. Mạc Hạ Vân đang định lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy bóng một người chậm rãi đi đến từ hướng quán trọ Như Ý. Đó là một người phụ nữ già nua, không thể nói chuyện, gương mặt đầy nếp nhăn và sự từng trải, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mà cô vốn nên có ở độ tuổi của mình. Cô ấy là Hàn Xuyến Nhi. Hàn Xuyến Nhi bước đến trước mặt Mạc Hạ Vân, khẽ hành lễ với cô, cho dù gương mặt đã trở nên xấu xí như thế nhưng lễ nghi gia giáo vẫn thanh tao và cao quý như vậy, không thể bắt bẻ được. Mạc Hạ Vân khẽ mỉm cười với cô ấy, không hề để lộ sự thương xót và đối đãi khác thường nào, chỉ bình tĩnh hỏi, cô muốn tự mình xử lý đám súc sinh này à? Hàn Xuyến Nhi gật đầu, đôi mắt nhìn lướt qua người đàn ông lực lưỡng và đứa trẻ bên cạnh ông ta, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Tên đàn ông tên lão Lý kia ý thức được kết cục của bản thân, cuối cùng không kìm được mà hét lớn, ta là chồng của cô đấy, tục ngữ nói một ngày phu thê trăm năm ân nghĩa. Ta đối xử với cô cũng không tệ, cô năm lần bảy lượt âm mưu chạy trốn, ta không hề đưa cô cho hải thần vệ, chỉ cắt mất lưỡi và gân tay gân chân của cô thôi, lẽ nào cô không cảm ơn ta à? Lão Lý nói ra những lời tàn nhẫn như thế nhưng lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, ông ta thật sự cảm thấy bản thân rất từ bi. Huống chi, chúng ta còn có con, hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào cô nỡ lòng ra tay với con của chính mình à? Hu hu, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ cứu con và cha có được không? Sau này con sẽ nghe lời mà. Thằng bé cũng bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhèm khắp mặt, trông cực kỳ đáng thương khác hẳn với dáng vẻ đứng giữa đường mạnh miệng mắng mỏ sỉ nhục, thậm chí là đánh mẹ mình ngày hôm đó. Bởi vì cậu bé bật khóc nên nhiều đứa trẻ cũng bật khóc theo, khóc cực kỳ đau lòng, liên tục gọi mẹ. Có vài người phụ nữ không đành lòng nên nhào vào muốn cứu con mình ra, thế nhưng khi cô gái đó vừa cởi bỏ dây thừng cho con xong liền bị đâm một dao xuyên bụng. Còn đâu sự cầu xin đáng thương trên gương mặt thằng bé nữa, chỉ còn lại vẻ hung tợn, cha nói rất đúng. Phụ nữ thì phải thần phục dưới chân của đàn ông, làm trâu làm ngựa cho đàn ông, trở thành lô đỉnh của đàn ông. Khi nãy bà không tới cứu ta và cha, bà chính là cái đồ lẳng lơ lăng loàn, không tuân theo đạo làm vợ, bà đáng chết. Hàn Xuyến Nhi nhoẻn miệng cười khẩy, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một thùng dầu, cô ấy thình lình tiến lên trước tưới dầu lên người những tên đàn ông và lũ trẻ kia. Những người phụ nữ khác thì đốt lửa, chậm rãi tiến về phía bọn đàn ông không thể nào cử động được kia. Trong đôi mắt không còn bất cứ giằng xé, thương tiếc hay sợ sệt gì nữa, chỉ có ngọn lửa hận thù đang bốc cháy hừng hực. Trên đảo này không có nữ là do tất cả các bé gái vừa sinh ra đều sẽ bị đưa đến cho đảo chủ và hải thần, bởi vì ăn sống bé gái sơ sinh có linh căn chính là món bổ dưỡng nhất. Vì thế bây giờ trên đảo chỉ còn lại đám ác ma méo mó và những người phụ nữ đáng thương bị ác ma giày xéo mà thôi. Những đứa trẻ ác ma kia cũng là những con súc sinh không có tính người, bọn chúng đều không xứng được tiếp tục sống sót trên thế gian này. Nhóm Mạc Hạ Vân chậm rãi rời đi, không xem khung cảnh tanh tưởi mà bi tráng kia thêm nữa. Sau lưng bọn họ, ngọn lửa rực cháy ngùn ngụt, làn khói đen xì lượn lờ bay lên không trung giống như đang thổ lộ quá khứ thê thảm và đầy tuyệt vọng của những người phụ nữ kia. Mạc Hạ Vân siết chặt tay Cơ Minh Vũ, giọng nói nặng nề, ta phải mở khóa mộc chi bản nguyên, khôi phục tu vi. Chỉ có mở khóa mộc chi bản nguyên, cô mới có thể giúp đỡ nhiều người hơn, mới có năng lực giúp người khác có được hạnh phúc. Vệ Tôn Cường sở hữu sức mạnh hủy diệt, còn mộc chi bản nguyên của cô đại diện cho hy vọng và tái sinh. Nếu như bảo, về mặt võ lực, trên đời này chỉ có sức mạnh nuốt chửng của Cơ Minh Vũ có thể chống lại Vệ Tôn Cường. Vậy thì thứ có thể ngăn cản sự hủy diệt,
có thể biến khung cảnh điêu tàn sau khi bị hủy diệt trở nên hừng hực sức sống, chỉ có mộc chi bản nguyên của cô thôi. Trên đời này có rất nhiều thứ dơ bẩn và xấu xí, bất hạnh và đau thương, nhưng thứ nhiều hơn cả lại là ấm áp, là những người thân và bạn bè mà cô muốn bảo vệ. Vì vậy cô nhất định sẽ ngăn cản Vệ Tôn Cường, cho dù cách duy nhất để ngăn cản là phải giết chết người đó. Giết chết cậu bé ở trong huyễn cảnh đã gọi cô là tỷ tỷ, đến tận khoảnh khắc trước khi chết cũng vẫn tin tưởng cô, dựa dẫm vào cô. Cơ Minh Vũ cũng nắm lấy tay cô, không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn cô lại tràn ngập lời hứa hẹn chắc nịch như đinh đóng cột. Mạc Hạ Vân mất đi tu vi vì hắn, đương nhiên hắn sẽ giúp Mạc Hạ Vân mở khóa lại mộc chi bản nguyên, bằng bất cứ giá nào. Hai người im lặng, thâm tình nhìn nhau. Ngay đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng reo mừng rỡ của Tiểu Chiến. Tỷ tỷ xem kìa, là thuyền, thuyền của Linh Vũ tỷ tỷ. Mạc Hạ Vân trông theo tiếng gọi, quả nhiên nhìn thấy chiếc thuyền đang chậm rãi hướng về phía đảo Văn Tình. Ở phía đầu thuyền có thể lờ mờ trông thấy vài bóng người. Ngoài Linh Vũ ra hình như còn có vài người nữa. Mạc Hạ Vân khẽ híp mắt, nhìn xuyên qua những bóng người mờ mờ ảo ảo kia, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là Cơ Minh Vũ lập tức sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta tới đây làm gì? Tiểu Chiến phấn khích reo lên, à, có phải đệ nhìn nhầm rồi không? Sao biểu ca lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, chiếc thuyền chậm rãi cập bờ, chẳng đợi thuyền dừng hẳn, Linh Vũ đã là lướt đáp xuống trước mặt Mạc Hạ Vân, kéo cô sang bên cạnh, đè nén giọng nói đang kích động xuống. Mạc Hạ Vân, ta gặp được Quân tiên sinh ở trên biển, hơn nữa không ngờ huynh ấy lại trở thành ân nhân cứu mạng của ta. Ta, người ta sùng bái trở thành ân nhân cứu mạng của ta, đến bây giờ ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Cô nói xem, ta có thể dùng thân báo đáp không? Không đúng, cô mau nghĩ cách giúp ta đi, ta phải làm thế nào mới dùng thân báo đáp được? Chiếc thuyền bay lần nữa khởi hành rời khỏi đảo Văn Tình, đi đến bến đáp thật sự. Vài sư huynh của cung thần châu chịu trách nhiệm đến đảo Văn Tỉnh đón cô gái đáng thương quay về chốn cũ. Cũng có một số người không muốn quay về thì được đưa đến Thiện Đức Chi Gia mà bọn Cốc Vĩnh Khang kinh doanh ở giới Phục Long. Hàn Xuyến Nhi nghe nói ở giới Phục Long có Cốc Vĩnh Khang, có Thẩm Lam Yên, có Kha Hàn, hơn nữa bọn họ đang dốc hết sức chăm sóc bầy trẻ mồ côi. Làm những việc thiện mà bản thân có thể làm cho nên đã chọn đến đó ngay mà chẳng hề do dự. Chỉ có Linh Vũ theo nhóm Mạc Hạ Vân cùng lên đường, tiếp tục tìm tung tích của nhóm Từ Kim Chân Nhân. Mạc Hạ Vân vẫn không có cảm nhận về phương hướng của nhóm Mạc Giáp, cũng chẳng biết vị trí cụ thể của Từ Kim Chân Nhân. Nhưng bởi vì có Quân Vân Trường gia nhập cho nên thông qua que bói, bọn họ nhanh chóng xác định được phương hướng lên đường. Người trên chiếc phi thuyền đều rất vui vẻ, chỉ duy một mình Cơ Minh Vũ cực kỳ không vui, hận không thể ném thẳng cái tên đã từng suýt đính hôn với Mạc Hạ Vân xuống biển. Nhất là trong lúc ăn cơm, sự bực bội trên người Cơ Minh Vũ khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Cũng chỉ có cậu chàng Tiểu Chiến trời sinh chậm chạp trong việc tình cảm mới không cảm nhận được gì, còn vui vẻ vừa gắp thức ăn cho Cơ Minh Vũ và Quân Vân Trường. Một bên nói biểu ca huynh ăn nhiều vào, đồ ăn tỷ tỷ nấu ngon lắm đấy. Bên khác lại bảo, tỷ phu huynh không ăn à? Tỷ tỷ nấu cực khổ lắm đấy, huynh không ăn là bị bọn ta ăn sạch hết bây giờ. Làm cho mọi người nhìn sắc mặt Cơ Minh Vũ, muốn cười nhưng lại chẳng dám cười, phải kìm nén cực kỳ khổ sở. Linh Vũ cũng bị không khí tỏa ra từ người Minh Ngục Thần Tôn hành hạ đến vật vã, không nhịn được phải len lén hỏi Mạc Hạ Vân xem rốt cuộc tại sao Cơ Minh Vũ lại chướng mắt với thần tượng của mình như thế. Mạc Hạ Vân cũng ngượng ngùng nhưng vẫn cười khổ kể lại hai buổi lễ đính hôn của ba người khi xưa một cách giản lược. Linh Vũ ngây ra một lúc lâu mới lẩm bẩm, không hổ là thần tượng của ta, không ngờ huynh ấy dám cướp cả người phụ nữ trong tay thần tôn. Cô ấy học được khái niệm thần tượng và người hâm mộ não tàn từ Tiểu Bạch. Mạc Hạ Vân là người phụ nữ bị cướp, cô thật sự không có lời nào để nói. Thiếu cung chủ Linh Vũ của cung thần châu, trong mắt người đời là người trẻ tuổi tài cao, hành động cử chỉ phong lưu nho nhã, vô cùng khí phách. Tuy là thân nữ nhi nhưng khí khái anh hùng không hề thua đám đàn ông, là một cô gái tài năng hơn người chẳng hề lép vế trước đàn ông. Tuy nhiên, khi thật sự tiếp xúc với Linh Vũ đủ lâu rồi mới biết cô ấy là một người tùy hứng, không chịu gò bó tới mức nào. Phong lưu nho nhã, anh hùng khí khái gì đó hoàn toàn chẳng phù hợp với cô ấy. Cô ấy chỉ là một người sống vô cùng tự tại, luôn nghe theo tiếng lòng của bản thân, giống như cơn gió tự do, không có bất cứ thì gì có thể trói buộc được cô ấy. Tuy rằng không giống với trong lời đồn nhưng Mạc Hạ Vân lại thích một Linh Vũ như thế này hơn, tươi mới, rực rỡ nhưng gần gũi giản dị. Thế cho nên đến cả người lạnh lùng như Mạc Hạ Vân cũng có thể chuyện trò tán dóc với cô ấy như một cô gái bình thường. Tuy nhiên, sau khi khởi hành được một ngày, phi thuyền không thể không dừng lại.
Bọn họ tiến vào một quần đảo nhỏ, nơi này là vị trí mà kết quả quẻ bói thông thiên của Quân Vân Trường chỉ tới. Nhưng điều kỳ lạ là quần đảo nhỏ này là hòn đảo chết, là hòn đảo nham thạch được tạo thành từ đá san hô, bên trên không có bất cứ sinh vật nào, thậm chí đến cả cây cỏ cũng không. Thế này là thế nào? A Thanh ngạc nhiên thốt lên, quẻ bói của thiếu gia chưa bao giờ sai cả mà. Quân Vân Trường như có điều suy nghĩ, thông thiên vân lần nữa xuất hiện trong tay, linh lực từ đầu ngón tay chậm rãi rót vào la bàn, bắt đầu diễn toán lại lần nữa. Cơ Minh Vũ khẽ híp mắt, nhìn vào khoảng không phía trước, lửa u minh dần dần xuất hiện trong tay. Ngọn lửa màu xanh nhạt khẽ đong đưa theo gió, chỉ về hướng phía đông. Cơ Minh Vũ nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười khẩy, sự lạnh lẽo trong mắt bắn khắp bốn phía giống như ánh dao sắc bén nhất. Quân Vân Trường thình lình dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, trầm giọng đáp, là Thất Tinh Huyễn. Hắn còn chưa kịp nói dứt lời, Cơ Minh Vũ đã bay lên, ánh chớp đùng đoàng từ trên trời giáng xuống, đánh khắp bốn phía của hòn đảo. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bảy hòn đảo xung quanh đồng thời vỡ tan theo tiếng nổ, hóa thành bột vụn. Tiếp đó, một luồng sáng chói mắt bắn lên từ hướng đông khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được phải nhắm chặt mắt lại. Luồng sáng trắng chói lóa tỏa ra hết, trên mặt biển hướng đông vốn không có vật gì lại xuất hiện một hòn đảo bị tử khí bao phủ. Khác biệt với lớp đá san hô nặng nề tử khí xung quanh, chỉ nhìn từ xa là có thể thấy hòn đảo đó được rừng cây xanh tươi sum suê bao phủ, còn có cả linh khí dồi dào tràn ngập trong không khí nữa. Quân Vân Trường nuốt lời đang định nói ngược vào trong, tiếp tục dịu giọng, Thất Tinh Huyễn trận lung từ kim, có lẽ đó chính là tiên phủ ngoài biển nơi Từ Kim chân nhân đang sống, đảo Từ Kim. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được Từ Kim chân nhân. Có phải như thế nghĩa là bệnh của tỷ tỷ có thể được chữa khỏi rồi không? Lênh đênh trên biển biết bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng tìm được đến bến đỗ của chuyến đi này, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Chỉ duy nhất Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ là không hề mỉm cười. Cơ Minh Vũ xưa nay sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn lại càng lạnh hơn, như thể lưỡi đao sắc bén đã được tôi luyện bởi Lưu Tủy Băng Ngục đang muốn băm thứ gì đó ra thành trăm nghìn mảnh. Mạc Hạ Vân thì cau mày, đáy mắt không hề có niềm vui mà lại ngập tràn sự nghi ngờ và lo lắng. Bởi vì rõ ràng đã tìm được đảo Từ Kim rồi nhưng cô vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn Mạc Giáp. Rốt cuộc là bọn Mạc Giáp tìm nhầm nơi, không ở gần đây, hay là bọn họ đã gặp chuyện rồi? Tất cả đều phải chờ đến lúc đặt chân lên đảo Từ Kim, gặp được Từ Kim chân nhân rồi mới có thể biết rõ được. Có chuyện gì thế này? Trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Vừa bước vào đảo Từ Kim, mọi người mới phát hiện tình hình không ổn. Đảo Từ Kim vẫn rất xinh đẹp, linh lực tràn trề, cỏ cây tươi tốt, trăm hoa đua nở, còn giống chốn bồng lai tiên cảnh hơn cả đảo Văn Tình. Thế nhưng, cả hòn đảo lại yên ắng đến mức quái lạ. Trên đảo không có lấy một người hay một con chim thú nào, thậm chí trên mặt đất còn chẳng có dấu vết di chuyển của sâu bọ. Hơn nữa, tuy rằng đảo Từ Kim không bị phá hoại nhưng xung quanh đảo, nơi vốn bày trận bàn kết giới và tinh thạch lại đã bị phá vỡ tan tành từ lâu, chứng tỏ là bị người khác cưỡng chế hủy hoại kết giới. Trong lòng Mạc Hạ Vân nghi ngờ không yên, vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt u ám của Cơ Minh Vũ và biểu cảm không chút kinh ngạc, cô đột nhiên ngầm hiểu ra, chậm rãi hỏi, là y đúng không? Cơ Minh Vũ chẳng đáp lời mà chỉ lạnh lùng đáp, y đã không còn ở trên đảo nữa. Đó không phải là câu trả lời nhưng cũng đã là câu trả lời rồi. Đương nhiên y chính là Vệ Tôn Cường, mà đã không còn trên đảo tức là y đã từng dừng chân trên hòn đảo này, thậm chí rất có khả năng tình hình trên đảo cũng là do chính y gây ra. Vậy người trên đảo thì sao? Bọn Mạc Giáp đâu? Chủ nhân, Mạc Hạ Vân tiểu thư, mau qua đây này. Cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nói căng thẳng của Thanh Long. Hắn, Hắc Long và Quý Vệ Thừa chia nhau đi khắp nơi quan sát tình hình. Lúc này giọng nói của Thanh Long có hơi sốt ruột, lại tràn ngập kinh ngạc, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Cơ Minh Vũ và Mạc Hạ Vân nhìn nhau một cái, hắn đưa tay ôm lấy cô, thân hình thoát cái đã xuất hiện ở nơi cách đó hàng trăm dặm. Trước mặt hai người là một tòa cung điện, hình dáng của cung điện này khiến Mạc Hạ Vân có cảm giác thân thuộc. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn tòa điện Tử Kim trước mặt, lập tức tỉnh ngộ. Thì ra tòa đại điện này cũng tên là điện Tử Kim, cực kỳ giống với điện Tử Kim cô nhìn thấy trong vực Phong Long khi xưa, có điều cung điện này to lớn hơn một chút. Thanh Long đứng trong đại điện, sắc mặt trông hơi khó coi, thậm chí nơi đáy mắt còn có chút sợ hãi. Mạc Hạ Vân hồi hộp trong lòng, bước vào điện nhìn một cái, lập tức phải giật mình. Đại điện của điện Tử Kim rộng lớn mênh mông, diện tích trải dài tận mấy trăm mét vuông. Nhưng giờ phút này trong đại điện rộng lớn lại chất đầy những người là người, giống như trò xếp tháp người hay là những món đồ được sản xuất hàng loạt.
con người được xếp chồng 10 người một nhóm ngay ngắn. Rõ ràng cả điện đường trông cực kỳ chỉnh tề, không dính chút máu tanh nhưng lại cho người ta cảm giác sợ hãi rợn tóc gáy. Thanh Long nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng, trên đảo Tử Kim, ngoại trừ điện Tử Kim trên đảo chính ra, xung quanh còn có không ít tu giả và phàm nhân cư trú. Bây giờ cả đảo Tử Kim và quần đảo xung quanh đều không một bóng người, thì ra tất cả tập trung ở đây. Rất nhiều người ở đây có tu vi cực kỳ cao, thậm chí trong số đó có hai người là đại thừa kỳ nhưng mà cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ có thể hô mưa gọi gió ở thiên vực thì cũng bị chất đống ở đây như rác rưởi. Mạc Hạ Vân ngạc nhiên một lúc rồi mới đáp, bọn họ đều đã chết rồi à? Thanh Long lắc đầu đáp, vẫn chưa chết, đều hôn mê cả rồi, có điều thuộc hạ đã thử một số cách mà không thể nào gọi bọn họ dậy được. Tỷ, tìm được Tử Kim chân nhân chưa? Tiểu Chiến vui vẻ chạy vào trong, nhìn thấy đống người chất chồng cũng bị dọa giật nảy cả mình. Chuyện này là do ai làm? Tỷ, những người này chết cả rồi sao? Mạc Hạ Vân cau mày, tiến lên tóm lấy cổ tay của một người rồi dùng chút linh lực còn sót lại không nhiều kiểm tra xem. Cô thình lình nói, Tiểu Chiến, để dùng mộc linh lực chữa trị cho bọn họ đi. Tiểu Chiến nghe theo mệnh lệnh, lập tức giải phóng mộc linh lực của mình. Song điều kỳ lạ là, vốn dĩ mộc linh lực là năng lượng chữa trị mạnh mẽ nhất trên thế gian nhưng lại chẳng hề có chút tác dụng với những người đang hôn mê kia. Tiểu Chiến nhìn Mạc Hạ Vân, lắp bắp, tỷ, đệ không chữa được. Mạc Hạ Vân xoa đầu cậu, dịu giọng an ủi, không phải do đệ, bởi vì muốn cứu bọn họ tỉnh lại thì chỉ có một cách. Thần hồn của những người này đều bị một sức mạnh to lớn phong ấn mất cho nên mới hôn mê không tỉnh giống như đã chết. Nếu sau 7-7-49 ngày vẫn không thể tỉnh lại được, xác thịt của bọn họ sẽ từ từ khô héo đi, cuối cùng qua đời. Cách duy nhất cứu bọn họ tỉnh lại là sử dụng mộc chi bản nguyên tầng thứ tư. Thế nhưng, bây giờ cô không thể nào sử dụng mộc chi bản nguyên được. Có phải lúc gây ra những việc này Vệ Tôn Cường đã đoán được là cô không thể dùng mộc chi bản nguyên hay không? Y muốn làm gì đây? Đột nhiên, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ một góc bên trong chồng người. Thanh Long nhanh tay lẹ mắt, tung người nhảy vào giữa đống người, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, lôi một cô gái gầy yếu nhỏ con ra ngoài. Vài trăm người trong đại điện đều hôn mê bất tỉnh, chỉ duy nhất cô gái kia là tỉnh lại sau khi được mộc linh lực của Tiểu Chiến chữa trị, rên rỉ thành tiếng. Thanh Long đặt cô xuống trước mặt Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ, lại cảnh giác đề phòng cô ấy vùng lên làm người khác bị thương. Nhìn thấy cô gái từ từ mở mắt ra, ánh mắt Mạc Hạ Vân dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cô thiếu nữ trước mặt rất quen mắt, cực kỳ quen mắt, hơn nữa không chỉ quen mắt thôi mà còn từng ở bên bọn họ, sớm chiều có nhau trong một quãng thời gian rất dài. Phụng Tiểu Thố, Mạc Hạ Vân ngồi xổm xuống, gạt mũi kiếm đang chìa về phía cô ấy ra, ngạc nhiên hỏi, sao muội lại ở đây? Thiếu nữ mở mắt, mơ màng nhìn thấy một gương mặt, mới đầu còn chưa nhìn rõ. Dường như gương mặt bị che phủ bởi một lớp sương mù nhưng dần dần những đường nét quen thuộc, gương mặt khuynh quốc khuynh thành đập vào trong mắt cô ấy. Mạc Hạ Vân, tỷ, sao muội lại thấy được Hạ Vân tỷ? Không phải muội đang nằm mơ đấy chứ? Tiểu Thố, nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao muội lại ở đây? Vừa nói, Mạc Hạ Vân vừa lấy ngân châm ra, cắm vào mấy huyệt lớn của Phụng Tiểu Thố. Tiểu Chiến ngẩn ngơ nhìn cô thiếu nữ nằm trên đất vài cái, dường như có chút ấn tượng nhưng dường như lại rất mơ hồ. Có điều, nhìn thấy Mạc Hạ Vân bận rộn cứu người, cậu cũng lập tức ngồi xổm xuống, thi triển mộc linh lực. Dưới sự chữa trị của Mạc Hạ Vân và Tiểu Chiến, Phụng Tiểu Thố dần tỉnh táo hẳn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh tú nho nhã và đôi mắt trong veo lấp lánh của Tiểu Chiến, cô ấy lại càng hốt hoảng, nghi ngờ bản thân vẫn đang chìm trong giấc mộng. Muội không chỉ nhìn thấy Hạ Vân tỷ mà còn nhìn thấy Tiểu Chiến ca ca nữa. Nếu đây là giấc mơ, muội thật sự hy vọng sẽ mãi mãi không phải tỉnh lại. Tiểu Chiến bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy chọc cười, cong ngón tay búng trán cô ấy một cái, dịu giọng đáp, "Phụng Tiểu Thố, sao muội vẫn ngốc nghếch như thế hả? Còn ngốc hơn cả khi xưa nữa. Lúc trước thần hồn của Tiểu Chiến không đầy đủ, tất cả những chuyện từng trải qua đều ngây ngô ngờ nghệch, song điều đó không có nghĩa là cậu không nhớ. Vì vậy, mới đầu nhìn thấy Phụng Tiểu Thố chỉ cảm giác rất quen mắt nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhớ ra mình từng cùng với thiếu nữ này. Còn cả bọn Tiểu Bạch, Tiểu Kim Long, Tiểu Ly và Tiểu Ngưu ngốc nghếch trải qua quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Phụng Tiểu Thố bị đau, ánh mắt vốn mù mờ xa xăm dần dần ngưng đọng lại, hướng về phía Mạc Hạ Vân rồi lại chuyển sang người Tiểu Chiến. Cô ấy ý thức được là bản thân không phải đang nằm mơ, tất cả mọi thứ trước mắt đều là thật, không phải ảo ảnh xuất hiện sau khi cô ấy bị thương hôn mê. Hạ Vân tỷ, là ta,
Giọng nói mềm mỏng của Phụng Tiểu Thố xen lẫn với tiếng sụt sùi, Tiểu Chiến ca ca. Tiểu Chiến cười hỏi, có còn tưởng bản thân đang nằm mơ nữa không? Phụng Tiểu Thố không nhịn nổi nữa, òa lên khóc nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã, vô cùng đau lòng, vô cùng tủi thân, giống như đang giải tỏa tất cả mọi cảm xúc. Tiểu Chiến vội móc khăn tay ra, đưa cho cô ấy lau nước mắt, giọng nói dịu dàng, đừng khóc nhé. Nói cho bọn ta biết xem đã xảy ra chuyện gì, nếu có ai bắt nạt muội, huynh và tỷ tỷ sẽ dạy dỗ hắn ta thay muội. Phụng Tiểu Thố không nhận chiếc khăn tay mà lập tức bổ nhào vào trong lòng Tiểu Chiến, vừa gào khóc khàn cả giọng vừa nói, muội cứ tưởng hai người đều chết cả rồi, đều không gặp được nữa rồi, muội. Lúc đó muội mới rời khỏi có mấy tháng, muốn xin sư phụ vài món bảo bối để làm quà chúc mừng cho lễ thành thân của Hạ Vân tỷ tỷ. Thế nhưng đợi đến lúc muội quay về, mọi người lại chẳng còn thấy đâu nữa. Bọn họ nói mọi người đã chết cả rồi, muội không tin nên cố gắng tìm kiếm khắp cả đại lục Cát Thiên, liều mạng mà tìm. Song 10 năm trôi qua, cho dù thế nào muội cũng không thể tìm ra được, muội không biết nên làm thế nào. Muội thật sự rất hối hận, nếu như muội không rời đi thì tốt rồi. Hu hu hu. Cô gái bật khóc vô cùng đau lòng, nói năng không đầu không đuôi, nhìn có thể nghe ra được tình cảm chân thành bên trong đó. Tiểu Chiến tưởng rằng cô ấy đang buồn vì bị người khác đánh bị thương, sư huynh đệ và người thân đều hôn mê hết cả rồi. Không ngờ cô ấy lại đau buồn về chuyện mình và tỷ tỷ biến mất ở đỉnh núi Hùng năm xưa. Cô nhóc ngốc nghếch, đừng khóc nữa, chẳng phải huynh và tỷ tỷ vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Phụng Tiểu Thố khóc mệt rồi mới ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiểu Chiến, gương mặt hồng hồng, vô cùng thẹn thùng, mỉm cười ngượng ngùng với Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân đáp lại cô ấy bằng một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cô lướt qua Cơ Minh Vũ, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cô ấy buột miệng, chắc thế Vũ, thì ra huynh cũng còn sống. Cơ Minh Vũ híp mắt, sắc mặt tối sầm, không thèm bận tâm đến cô ấy. Khi xưa, lúc ở Cát Thiên, Phụng Tiểu Thố không hợp với Trác Thế Vũ, cho nên bị đối đãi lạnh lùng như vậy, cô ấy cũng hoàn toàn không để ý. Tiểu Thố, sao muội lại ở đây? Với lại, trên đảo Từ Kim đã xảy ra chuyện gì? Phụng Tiểu Thố đang định trả lời, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa dữ dội khiến cô chợt rùng mình. Cô ấy ngẩng đầu trông sang mới phát hiện một người đàn ông mặc quần áo đen đang lạnh lùng nhìn mình. Đó là một đôi mắt với con ngươi nằm dọc, lạnh lẽo, nghiêm nghị và sắc bén như thể ẩn chứa sát ý sâu đậm cùng với sự uy hiếp. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại muốn giết cô? Tại sao lại muốn đe dọa cô? Phụng Tiểu Thố gương mặt tái nhợt, lùi về sau một bước. Tiểu Chiến lại kéo Hắc Long đến giới thiệu. Đây là Tiểu Hắc, là người bạn tốt huynh làm quen được ở biển Vô Cực. Còn nữa đây là biểu ca của huynh và tỷ tỷ, Quân Vân Trường. Thanh Long thì chắc muội biết rồi nhỉ? Tiểu Chiến vẫn đang lải nhải giới thiệu những người bên cạnh. Khi đối diện với ánh mắt của Hắc Long một lần nữa, Phụng Tiểu Thố sợ đến mức vội vàng tránh né ngay. Cô ấy cứ cảm thấy như giây tiếp theo, người đàn ông đó sẽ xé xác mình thành trăm mảnh. Mạc Hạ Vân lại hỏi những câu hỏi vừa rồi thêm một lượt, Phụng Tiểu Thố mới bình tĩnh đáp lời, Hạ Vân tỷ tỷ, muội vẫn luôn ở đây, Từ Kim chân nhân là sư phụ của muội. Từ Kim chân nhân là sư phụ của muội á? Mạc Hạ Vân ngạc nhiên thốt lên, đúng thế. Phụng Tiểu Thố gật đầu, đột nhiên dường như chợt nhớ ra điều gì, kích động nói, đúng rồi Hạ Vân tỷ tỷ, người ở vực Phong Long và cả Tiểu Kim Long, bọn họ đều ở đây. Hơn nữa, qua vài năm tu dưỡng, Tiểu Kim Long cũng đã tỉnh lại rồi, người ở vực Phong Long cũng gần như. Muội nói cái gì? Mạc Hạ Vân đột nhiên cất cao giọng, bởi vì vô cùng kinh ngạc thậm chí cô còn run rẩy. Lúc đó Tiểu Chiến cũng đồng thanh thốt lên, nghe thấy Tiểu Kim Long vẫn còn sống, cậu kích động đến mức gương mặt hơi ửng đỏ. Phụng Tiểu Thố liên tục gật đầu, mọi người đi theo muội. Muội đưa mọi người đi gặp Tiểu Kim Long. Lúc mới đến vết thương của Tiểu Kim Long nặng lắm, may mà lúc trước sư phụ chính là chủ nhân của nó nên hiểu rất rõ về công pháp và cách chữa trị vết thương cho tộc Hoàng Kim Phi Long. Tập 70 đến đây là hết rồi, cả đoàn không ngờ được rằng sau bao nhiêu năm chia cắt và mất dấu, những người thân quen và thậm chí cả những sinh vật huyền bí như Tiểu Kim Long vẫn còn tồn tại. Giữa nỗi đau quá khứ và sự hy vọng tương lai, một cuộc gặp gỡ quan trọng với số phận đã được định đoạt từ lâu sắp diễn ra. Phụng Tiểu Thố, với trái tim đầy cảm xúc và sự quyết tâm, dẫn dắt cả đoàn bước vào một chương mới đầy thử thách. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đối diện với Tiểu Kim Long? Và liệu những bí ẩn về Hắc Long và Quân Vân Trường sẽ được giải đáp không? Mọi người hãy đón xem tập tiếp theo để cùng khám phá hành trình đầy gai cấn của Mạc Hạ Vân và những người bạn nhé! Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Còn giờ thì bye bye mọi người!